chương 1040, mượn một bộ nói chuyện. Thạch Hạo ở trong học viện đặt chân vững vàng, nhưng phi thường điệu thấp. Nhưng hắn càng là điệu thấp, thì càng ngồi vững thân phận hắn là truyền nhân tiên vương. Nhìn xem, người ta cái này gọi lực lượng, cũng bởi vậy. Tam Đại Tông thậm chí đều không có người tới mời chào Thạch Hảo hay là Tổng An Dân. Làm gì, người còn muốn đem truyền nhân tiên vương người ta thu nhập vào Tông Môn. Không sợ tiên vương giận dữ, đến lúc đó vô tận ngọc tiên giá lâm đem tam đại tông hủy đi thành mảnh vỡ sao bất quá thu người là không dám nhưng lôi kéo tình cảm lại không quan trọng a à. chỉ là bởi vì thạch hạo nổi ở trên mặt cũng chỉ là thân phận học viên mà hắn cũng chưa từng có nói qua chính mình là truyền nhân tiên vương cho nên tất cả mọi người đã hiểu thạch hạo là điệu thấp nếu truyền nhân tiên vương muốn điệu thấp ai lại dám điểm xuyên đâu mặc dù đây là bí mật mọi người đều biết đối với dạng hiểu lầm này thạch hạo cũng là phi thường im lặng sự tình làm sao lại hướng phía phương hướng đường nhưng càng đi càng xa làm sao cũng không trở về được chính đạo đâu hắn thực sự là đến học nghệ đó a à. nhưng nếu hiện tại hắn nói mình không phải là truyền nhân tiên vương tam đại tông khẳng định không tin cho là hắn là đang cố ý che giấu y nguyên không có khả năng thật coi hắn là học viên mà đối đãi mà nếu hắn có thể xuất ra chứng cứ để chứng minh hắn thật không phải là truyền nhân tiên vương vậy tam đại tông tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận đây cũng không phải là chuyện tốt a à. thạch hạo liền bó tay rồi toàn bộ hành trình hắn đều rất điệu thấp a à, chỉ là tại thời điểm bị khiêu khích trả tay một chút lại điệu thấp cũng không có nghĩa là bị đánh không thể hoàn thủ có đúng hay không thế nhưng là tại sao lại như vậy đâu tiểu thạch đầu trong lòng ngươi liền không có so số sao tử kim thử thấy hắn bộ dáng một mặt buồn bực lập tức chỉ vào cái mũi của hắn mà hỏi ta làm sao biết thạch hạo buông buông tay ngươi quá mạnh tử kim thử trực chỉ hạch tâm nếu không mà nói mỗi người đều chỉ sẽ coi ngươi là a miêu a cẩu Ai sẽ đưa ngươi để ở trong lòng? Kỳ thật không chỉ là thạch hạo mạnh, còn có tòng an dân. Tại sao khi có được tam thập lục thiên cương quyết, tiến cảnh của y cũng là như bay, cho nên hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ai có thể không hiểu lầm đâu? Không phải truyền nhân tiên vương sẽ có siêu cấp đỉnh cao nhất đi theo sao? Không phải truyền nhân tiên vương có thể có được chiến lược trăm giai? Hơn nữa còn là tại trạng thái đỉnh cao nhất, vậy tất nhiên là thủ đoạn do tiên vương tạo nên. Tốt ha. À? thạch hạo quyết định điều chỉnh một chút sách lược của mình đầu tiên hắn vẫn là phải đi đăng tiên đài chỉ ít có thể thiết thực cảm thụ quy tắc tiên cấp một chút vậy sau này liền dễ làm thứ yếu công pháp công pháp đối với cảm giác quy tắc lĩnh ngộ quy tắc cũng không có ảnh hưởng gì nhưng dùng quy tắc như thế nào năng lượng tiên giới đến rèn luyện bản thân đây cũng là cùng một nhịp thở với công pháp cho nên công pháp vẫn là rất trọng yếu thạch hạo trước kia không cần công pháp là bởi vì hắn có truyền thừa của nguyên thừa diệt trực tiếp nhảy qua một bước này nhưng sau khi đi vào tiên giới di sản lấy được từ nguyên thừa diệt đã hao hết phải bắt đầu lần nữa cho nên ta hiện tại trọng điểm là cần lấy tới một bộ công pháp sao hắn đem chủ ý đánh tới trên thân tử kim thử háo tử có công pháp tốt hay không mượn một bộ nói chuyện tử kim thử quá sợ hãi tiểu thạch đầu không nghĩ tới ngươi là loại người này nói nhăng gì đấy thạch hạo liếc mắt không có tử kim thử dơ song chảo ra mặc dù có tiên pháp thượng thừa lại cũng không thích hợp với ngươi tiểu thạch đầu cường giả chân chính là tại ngay khi sắp giảo bước tiến lên tiên cấp cũng chính là thời điểm bọn họ khai sáng ra công pháp của chính mình đột phá tiên cấp đó là một loại cải biến không cách nào hình dung ở trong quá trình này người khả năng sẽ động tích một loại ảo diệu nào đó cho nên dùng cái này để khai sáng công pháp của mình thì không thể tốt hơn tự sáng tạo công pháp thạch hạo nhìn từ kim thử ta ngay cả bóng dáng tiên cấp đều không có đụng phải liền muốn ta sáng tạo tiên pháp. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải để cho ngươi hiện tại liền sáng tạo. Từ kim thử một bộ dáng ngươi rất ngu ngốc, hiện tại, trước đi mượn bách ra công pháp mà đọc, lấy thừa bù thiếu, lại tại thời điểm đột phá tiên cấp, ngươi kết hợp với tình huống của mình, sáng tạo ra pháp môn cực kỳ thích hợp. Ngươi phải biết, công pháp do người khác sáng tạo, dù là ngưu bức lợi hại hơn nữa, thì đó cũng là của người khác, là do người sáng tạo lượng thân sáng tạo, với ngươi mà nói, tuyệt không phải là tốt nhất thích hợp nhất người thế nhưng là người lập trí muốn thành tiên vương chẳng lẽ muốn cùng một dạng với người bình thường sao đế tôn thạch hạo cải chính tử kim thử liếc mắt nhưng vẫn là nắm lỗ mũi nói vậy thì ngươi càng phải cố gắng bằng không mà nói ngươi dựa vào cái gì đem những lão ra hỏa kia đều là dẫm tại dưới chân đâu thạch hạo gật đầu con chuột này mặc dù một mực rất không đáng tin cậy nhưng ở trên mấy tiết điểm để hắn trở nên càng thêm cường đại chủ ý mà tử kim thử ra đều là phi thường có tính đề nghị vô cùng có trợ giúp cho nên hắn mới có thể tín nhiệm con chuột này đến như vậy tốt hiện tại vấn đề lại trở về công pháp tam đại tông sẽ để cho hắn đọc qua công pháp sao tại bất luận cái tông môn gì mà nói công pháp đều là căn cơ của một cái thế lực là tài phú cực kỳ quý giá tài nguyên mất đi vậy còn có thể làm lại nhưng một khi công pháp bị người ngoài đoạt được vậy còn có cái ưu thế gì đâu bất quá chính mình là truyền nhân tiên vương cái thân phận này hẳn là phát huy được tác dụng cao tầng của tam đại tông môn cũng chính là những cái tiên nhân kia tự trọng thân phận tại trước khi thạch hảo không có minh xác biểu lộ thân phận bọn họ đương nhiên sẽ không tự hạ thấp địa vị đến quỷ liếm thạch hảo nhưng những môn nhân hậu đại của tiên nhân này cơ hồ lại mỗi ngày đều hướng phía thạch hảo mà chạy thạch hảo một mực cự tuyệt dù sao tất cả mọi người đều cho là hắn thân phận cao quý ai lại dám chọc hắn tức giận chứ nhưng hôm nay thạch hảo quyết định chiêu đãi bọn họ một chút tin tức truyền ra bọn tiểu bối của tam đại tông đều là hưng phấn không gì sánh được truyền nhân tiên vương chịu thấy mình, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Bọn họ đều là đổi lại y phục cực kỳ hoa lệ, sau đó mang theo lễ vật đã tỉ mỉ chuẩn bị, lúc này mới đi bái phòng Thạch Hạo. Thạch Hạo chiêu đãi đám bọn họ ở ngay tại trong viện, Tổng An Dân, Tần Vũ Dương cùng Phong Thái lẫm phụ trách làm người hầu sân bãi mặc dù rất đơn sơ, nhưng phải biết, ngoại trừ Tần Vũ Dương ra, Tổng An Dân cùng Phong Thái lẫm đều là siêu cấp đỉnh cao nhất, thiên tài như vậy thế mà làm người hầu, quy cách cao bậc nào. Không hổ là truyền nhân tiên vương, mặt bài thật to lớn. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm sai điều gì, dẫn tới thạch hạo sinh khí. Qua ba lần rượu, thạch hạo đi thẳng vào chính đề. Ai mang ta đi đi dạo tông môn của các ngươi? Ta, 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 đám người vội vàng nhau nhau đáp ứng, đây chính là cơ hội vuốt mông ngựa tuyệt hảo. Thạch hạo liền quyết định, phân thời gian đi dạo tất cả tam đại tông. Ngày thứ hai, liền đi bạch mã tông trước. Con trai tông chủ La Văn tự mình làm dẫn đường, một đường thông suốt, căn bản không người ngăn cản. Vòng vo một lúc sau, Thạch Hạo liền tới đến Kinh Lâu. Nơi này là trọng địa, cất giấu công pháp cùng võ kỹ của Bạch Mã Tông, đừng nói người ngoài, chính là đệ tử của bản tông, muốn đi vào cũng cần đến tông môn hoặc là trưởng lão phê chuẩn, điều kiện đi vào 10 phần khắc nghiệt. Có thể vào xem sao? Thạch Hạo hướng La Văn hỏi. La Văn lộ ra một tia do dự, liền lập tức gật đầu, đương nhiên có thể, Thạch Hiếu mời ngài. Chương 1041, bắt đầu tự sáng tạo công pháp. Hai người Thạch Hạo đi vào kinh lâu, nhưng lập tức có một lão giả đi ra. Lão đầu tiên là hướng La Văn thi lễ một cái, "Thiếu tông chủ." La Văn mười phần kiêu căng, nhấc nhấc tay, "Miễn." Sau đó hướng Thạch Hạo nói, "Thạch Hiếu, xin mời." "Thiếu tông chủ." Lão giả kia thì là vội vàng ngăn cản, "Tông môn quy định, người ngoài không được tiến vào kinh lâu." "Đừng nói người ngoài" chính là đệ tử bình thường tiến đến đều phải đạt được đại lão phê chuẩn la văn hừ một tiếng vị này chính là thạch hiếu truyền nhân tiên vương xem như người ngoài sao lão giả này chỉ là trúc thiên thê mặc dù là siêu cấp đỉnh cao nhất lại là lấy thủ đoạn đặc thù tăng lên đời này đều không có khả năng bước vào tiên cấp cho nên la văn hoàn toàn không cần để ý đến cảm thụ của đối phương lão giả kia lập tức run lên truyền nhân tiên vương bốn chữ này nghe liền để toàn thân lão nổi lên một lớp da gà thế nhưng là Tông môn quy, quy củ là chết, người là sống." La Văn ngắt lời nói, "Ta là thiếu tông chủ, tương lai ta sẽ kế thừa vị trí tông chủ, cho nên ta làm chủ mang cá nhân đi vào, không có vấn đề a." À? "Không, không có vấn đề." Nói đều nói đến mức này, lão giả kia tự nhiên chỉ có phần thỏa hiệp. La Văn chợt cảm thấy có mặt mũi, hướng về phía Thạch Hạo cười cười, "Ta quản giáo không chu toàn, ngược lại để Thạch thiếu chê cười." Thạch Hạo chỉ là khẽ gật đầu, ngay cả vẻ tươi cười đều là không thèm có lại làm cho la văn ngay cả cái rắm cũng không dám thả hắn tiến nhập kinh lâu bắt đầu tìm kiếm rất nhanh hắn đã tìm được khu vực công pháp sau đó lật một chút phát hiện nơi này tổng cộng có ba bộ tiên pháp hắn lấy tới chỉ là lật ra một lần liền đem toàn bộ ba bộ tiên pháp ghi xuống sau đó hắn liền đi vòng vo qua các địa phương khác miễn cho đem mục đích bại lộ quá rõ ràng một ngày sau thạch hạo trở về học viện đêm đó hắn bắt đầu sửa sang lại ngay tại trong đầu trước đó từ kim thử đem quy tắc tiên cấp so với cà rốt, mà tu tiên chính là một cái quá trình lột cà rốt, càng là quy tắc thâm ảo thì giấu càng sâu, người muốn nắm giữ, trước tiên liền phải đem quy tắc phía ngoài lột ra, mà muốn lột ra, vậy thì phải nắm giữ trước. Lớp cà rốt phía ngoài nhất, chính là quy tắc đồng giáp, nhưng, cái tầng quy tắc này cũng không phải là đơn nhất, mà là vô cùng phức tạp. Những thứ hình thành lên hỏa diễm, lôi đình, băng xương, này, đều có thể quy nguyên đến quy tắc bản chất nhất, cho nên, thuộc tính khác biệt quy tắc đương nhiên cũng không giống nhau. Mỗi người đều có thuộc tính, cho nên cảm mộ tương ứng với thuộc tính quy tắc, khẳng định sẽ dễ dàng một chút, nhưng người cảm mộ quy tắc băng xương, tu luyện lại là công pháp thuộc tính hỏa, cái này dùng để rèn luyện bản thân. Chẳng những vô ích, ngược lại có hại, cho nên công pháp cũng là ngàn vạn, thuộc tính khác nhau đối ứng với quy tắc cùng thể chất khác nhau, còn có, lúc đem quy tắc rèn luyện bản thân, cũng có một cái vấn đề chuyển hóa, cái này đồng dạng quyết định phẩm chất của công pháp. Ba bộ công pháp của Bạch Mã Tông đều là cấp thanh đồng, hơn nữa còn là tương đối rác rưởi trong cấp thanh đồng công pháp thượng thừa chân chính, khẳng định nắm giữ tại trong tay tông chủ Bạch Mã Tông, tuyệt sẽ không khinh truyền. Nếu không có như vậy, La Văn cũng sẽ không thể đáp ứng thống khoái như vậy, lão giả kia cự tuyệt cũng sẽ không thể không kiên quyết như vậy. Bất quá, đối với Thạch Hạo mà nói, yêu khuyết công pháp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn cũng không có muốn dùng cái này tới tu luyện. Hắn muốn, là một loại mạch suy nghĩ, chưa từng có tiếp xúc qua tiên pháp, hắn phải biết cái vật này giảng là cái gì. Ba bộ công pháp này, phân thuộc thuộc tính thủy, hỏa cùng độc, thạch hạo vứt bỏ hiệu suất chuyển hóa của nó, mà là chuyên chú vào vào cái điểm chuyển hóa như thế nào. Cái này khiến hắn bỏ ra thời gian vài ngày, sau đó lại đi Bạch Nhiêu Tông. Phụ trách cùng đi hắn ở Bạch Nhiêu Tông, chính là một cái mỹ nữ, gọi là chị Anh. Nàng ta là chất gái của tông chủ Bạch Nhiêu Tông, thiên phú cực cao, cũng cực được tông chủ Bạch Nhiêu Tông yêu thích, còn có một điểm rất trọng yếu chưa lập gia đình cho nên bạch nghiêu tông vì cái gì để nàng ta làm bạn đi chơi với thạch hạo dụng ý người qua đường đều biết một ngày xuống tới thạch hạo vẫn là mượn cớ đi công pháp khác bạch nghiêu tông ngược lại là có bốn bộ công pháp thạch hạo đọc qua từng cái ghi tạc trong lòng trở lại học viện tự nhiên lại là một fan phân tích lĩnh hội đau khổ bản nguyên kinh trình bày chính là cơ sở của phàm giới tự nhiên là không thể dùng ở trên tiên cấp bất quá Đạo lý thiên hạ lại là tương thông, Thạch Hạo không thể trực tiếp vận dụng bản nguyên kinh, lại có thể dựa theo mạch suy nghĩ của nó mà đi. Tựa như lúc trước hắn dạy cho bọn Tòng An dân hắn, cũng không phải là trực tiếp nói cho bọn họ biết nhược điểm của khôi giáp chiến sĩ hắc ám ở đâu, mà là tìm ra như thế nào. Đặt ở trên người hắn, vậy dĩ nhiên càng thêm áp dụng. Bảy bộ công pháp tham khảo lẫn nhau, Thạch Hạo không ngừng minh ngộ. Thuộc tính khác biệt không sao, mục đích là một dạng, đều là lấy quy tắc năng lượng đến luyện hóa bản thân chỉ là năng lượng khác biệt thể chất khác biệt lại đối đãi khác nhau thôi thạch hạo cảm thấy mình đã có chút đầu mối chỉ là muốn như vậy mà sáng tạo ra pháp của chính mình đó còn là kém đến có chút xa không sao hắn vừa mới cất bước đâu có thể nào một lần là xong còn nữa coi như hắn đã sáng tạo ra pháp của chính mình cũng phải thông qua thời gian không ngừng mà điều chỉnh ưu hóa lại là mấy ngày sau hắn đi bạch tượng tông thói quen của hắn đã để người biết cho nên Phụ trách chiêu đãi hắn ở Bạch Tượng Tông là Tạ Minh trực tiếp liền mang theo hắn đi kinh lâu trước. Tốt kha à, Bạch Tượng Tông cũng là ba quyển tiên pháp. Sau khi Thạch Hảo xem, tự nhiên lại bắt đầu bế quan lĩnh hội. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, cảm ngộ của Thạch Hảo đã đạt đến tình trạng cực sâu. Nói thế nào, nếu để cho hắn viết lại 10 bộ công pháp kia, hắn thậm chí có thể làm được cải tiến để hiệu quả của mỗi bộ công pháp tăng lên từ một thành đến ba thành. Dựa vào cái gì hắn có thể? Từ bản nguyên kinh lấy được dẫn dắt gặp gì biết nấy. Đáng tiếc, nếu hắn có bản nguyên kinh của tiên giới, vậy đối với chuyện chính mình sáng tạo pháp hẳn là càng có trợ giúp, thậm chí là tính quyết định. Dù là như vậy, cũng đủ kinh người. Đương nhiên, cũng là bởi vì phẩm chất của người bộ công pháp này quá thấp, mới có thể có không gian cải tiến lớn như vậy. Nếu đem tiên pháp hạch tâm nhất của tam đại tông giao cho thạch hạo, nói không chừng hắn liền không có biện pháp. Dù sao, hắn ngay cả tiên cấp cũng đều không có nhập vào đâu. Một ngày này, đang lúc thạch hạo bế quan, Cửa lại bị gõ. Hắn đi qua mở cửa, chỉ thấy có ba người đứng ở cửa. "Chị anh, La Văn cùng Tạ Minh, a, à, ba người bọn họ thế mà cùng đi rồi." Thạch Hiếu, ba người trước đồng thời lên tiếng chào, sau đó chị anh nói, "Thiếu tông chủ của Hắc thủy tông đến đây làm khách, có thể xin mời Thạch Hiếu cho chút thể diện, cũng tham dự thịnh hội hay không?" Hắc thủy tông, lông mày Thạch Hạo nhớn lên, "Tốt, cái Hắc thủy tông này cùng Tam đại tông không phải là đối thủ một mất một còn sao, vì tranh đoạt một mỏ quảng tiên thạch." trực tiếp đưa đến nguyên tông chủ của Tam Đại Tông vẫn lạc hiện tại cái thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông này lại dám chạy đến trên địa bàn của Tam Đại Tông không sợ chết sao bởi vì tò mò cho nên hắn quyết định đi xem một chút mời chị anh ba người đều là hân hoan không gì sánh được Thạch Hạo đi theo ba người rất nhanh liền đi tới Bạch Tượng Tông lần chiêu đãi một nhóm Hắc Thủy Tông này thiết lập tại trong Bạch Tượng Tông Thạch Hạo trên đường hỏi một chút mới biết được vị thiếu tông chủ Hồ Đường của Hắc Thủy Tông này dám phách lối như vậy chính là bởi vì gã dính vào đùi của Thiên Thủy Các. Chương 1042, thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông. Thiên Thủy Các, thế lực ngân linh tiên, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông. Nghe nói, Hồ Đường cùng chắt gái của Tam trưởng lão Thiên Thủy Các đã định xong việc hôn nhân, cũng bởi vậy, địa vị của gã lập tức liền nước lên thì thuyền lên. Tam Đại Tông ngươi dám động Hồ Đường gã sao? Không sợ Thiên Thủy Các trách tội, đưa Tam Đại Tông ngươi xóa đi sao? Cũng chính bởi vì ân oán ở giữa Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông quá sâu, cho nên hồ đường mới có thể tại sau khi ôm vào đùi của Thiên Thủy Các, trước tiên liền chạy tới đây diếu võ dương oai. Cẩm y dạ hành, vậy rất không ý tứ. Lần này, gã chính là đến dẫm Tam Đại Tông. Hơn nữa, gã chỉ là tiểu bối, bởi vậy, cái này cũng không thể đại biểu ý chí của Hắc Thủy Tông. Huyên náo có hung hơn cũng không có khả năng lên cao đến tình trạng xung đột giữa hai thế lực lớn. Cho nên, bọn chị anh mới có thể nghĩ đến chuyện đem Thạch Hạo rời ra ngoài hồ đường ngươi nhiều bức hơn nữa, có thể cùng so sánh truyền nhân tiên vương sao. Đừng nói hồ đường, chính là các chủ thiên thủy các tới, gặp thạch hạo cũng phải cung kính không gì sánh được. Sau khi thạch hạo hiểu rõ điểm ấy, ngược lại là không quan tâm bị bọn chị anh kéo một chút ra hồ. Đầu tiên, hắn căn bản cũng không phải là cái truyền nhân tiên vương gì, cũng không có tổn thất gì. Thứ hai, làm sao cũng là lật nhìn tiên pháp của Tam Đại Tông, xem như thiếu nhân tình của đối phương, với thạch hạo mà nói, đây đương nhiên là cần phải trả bọn hắn rất nhanh liền đi tới bạch tượng tông nơi này đã sớm bày xong yến hội nhưng số lượng chỗ ngồi cũng không nhiều hơn nửa canh giờ sau vị hồ đường hồ thiếu kia cuối cùng là khoan thai mà tới tạ minh bắt đầu phân phối chỗ ngồi y là chủ nhân đương nhiên là ngồi ở chủ vị cái này không chút vấn đề nhưng ở chủ vị y lại là tặng cho thạch hảo cái gì hồ đường lập tức vỗ bàn một cái giận dữ đứng lên tạ minh người đây là đang nhiệt thị thiên thủy các sao a à, hồ thiếu cứ gì nói ra lời ấy. Tạ Minh nhàn nhạt hỏi, nói nhảm, hồ đường hư một tiếng, ta chẳng những là thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông, càng là con rể của Thiên Thủy Các, người dám đem chủ vị tặng cho người khác, không phải là đối với ta, đối với Thiên Thủy Các nhục nhã sao? Tạ Minh thì là ra vẻ kinh ngạc, trời đất chứng giám, ta cũng không có ý tứ lãnh đạm hồ thiếu chút nào. Vậy ngươi lại là cái ý tứ gì? Hồ đường lạnh lùng nói ra, chỉ cần câu trả lời của tạ Minh không để cho gã hài lòng, gã liền lập tức rời tiệc, đi thiên thủy các cáo trạng. a à, quên giới thiệu cho hồ thiếu một chút, La Văn cười nói, vị này là thạch hảo thạch thiếu, chính là. Truyền nhân tiên vương, phốc, hồ đường đang đưa một chén rượu lên uống, đang tức giận đâu, nghe vậy lập tức đem rượu phun ra. Ha ha, ha 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 ha, sau đó, gã điên cuồng cười ra, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Một lát sau, gã mới lắc đầu, La Văn, Tạ Minh, chị Anh, trước khi đến ta liền nghe nói, các ngươi thế mà nâng một cái người trẻ tuổi lai lịch không rõ là truyền nhân tiên vương, ngay từ đầu ta là không tin, bởi vì hôm nay dưới đáy nào có người ngu như vậy, nhưng bây giờ mà nói, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Làm càn, ba người tạ minh đồng thời quát, bọn họ đương nhiên xác nhận Thạch Hảo chính là truyền nhân tiên vương, cho nên, hiện tại chính là thời điểm biểu trung tâm tại trước mặt Thạch Hảo. Hồ đường lại là không sợ, lo lắng nói, ta còn nghe nói, các ngươi để ra hỏa này tiến vào tàng kinh lâu. Ha ha, cái này rõ ràng chính là một cái lừa gạt, các người không nhìn ra được sao? lớn mật ba người tạ Minh đều là trách mắng, Thạch Hạo thì là khoát tay áo để bọn Tạ Minh lập tức ngừng lại. hắn nhìn về phía Hồ Đường nói, người nói ta là lừa đảo, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hồ Đường hỏi lại, Thạch Hạo không đáp mà chỉ nói cầm giấy bút tới. a, à, ngươi muốn làm gì? bất quá Thạch Hạo mở miệng, bọn họ làm là được. lập tức giấy bút dâng lên, Thạch Hạo chấp bút bắt đầu viết, bút tẩu long xà, tốc độ cực nhanh. Hắn viết là tam âm tam tuyệt công của Bạch Tưởng Tông, là một trong những tiên pháp mà hắn nhìn thấy tại tàng kinh lâu, nhưng cũng không phải là trích dẫn mỗi chữ mỗi câu, mà là gia nhập thêm lý giải của hắn, để tiến hành điều chỉnh. Có chừng tăng lên khoảng một thành, hồ đường cũng là nhìn xem mà không nói gì, khóe miệng thì là mang theo cười lạnh, trang, tiếp tục trang đi. Gỡ trước vạch trần thân phận lừa đảo của Thạch Hạo, rồi lại đem ba người tạ minh dẫm đến mất hết thể diện. Tam đại tông A, hôm nay mặt của các ngươi là vứt bỏ. Sau một chút thời gian, Thạch Hạo thu bút lại, sau đó đem công pháp đã viết xong đưa cho tạ Minh, giao vào trong tay tiên nhân của quý tông, mặt khác, không cần nói. Vâng, tạ Minh vội vàng đáp ứng, nếu nơi này không còn có một cái hồ đường, y đều muốn tự mình chạy đi một chuyến. Dù là như vậy, y vẫn là xuất động năm người, để bọn họ nhất định phải đem những cái giấy này giao vào trong tay nhị trưởng lão. Cho siếc đùa bỡn xong sao, hồ đường giang tay ra, bản thiếu không biết tiểu tử này làm sao lừa các ngươi, bản thiếu cũng không thèm để ý, bản thiếu lần này tới, chính là vì muốn một người. Ai, La Văn hỏi, phong thái lẫm, hồ đường nói ra, người này thiên tư không sai, bản thiếu quyết định thu y làm tùy tùng. Mẹ nó, người thật phách lối, đào người thế mà đào được đến tam đại tông. Phong thái lẫm thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, chẳng những thành tiên không chút huyền niệm, tương lai nói không chừng không chỉ ngừng tại đồng giáp tiên, mà là có thể dảo bước tiến lên ngân linh tiên, Kim Nguyên Tiên. Nhân tài như vậy, là ngươi muốn liền có thể cho sao? Nếu như Tam Đại Tông thực sự thả người, không phải là làm áo cưới cho Hắc Thủy Tông sao? Người si nói mộng, chỉ anh dẫn đầu cực tuyệt. Hồ Đường cười một tiếng, đừng nói kiên quyết đến như vậy. Bản thiếu muốn cái phong thái lẫm này, cũng là vì tại thời điểm bản thiếu đại hôn, có thể chuyển khuân đồ cái gì? Làm sao, liền hỏi các người muốn một người mà thôi, có khó khăn như thế sao? Có phải cần bản thiếu tự mình hướng tam trưởng lão của thiên thủy các thỉnh cầu, các người mới bằng lòng đáp ứng hay không? Tiểu nhân, quá tiểu nhân, thế mà xuất ra thiên thủy các tới dọa bọn họ. Nhưng không thể nói, cái này thực sự phi thường có hiệu quả. Tam đại tông là dưới chứng của thiên thủy các, nếu như tam trưởng lão của thiên thủy các thực sự lên tiếng, bọn họ dám không đáp ứng sao? Nhìn xem, tiền nhiệm tông chủ của bọn họ chỉ là bởi vì có khả năng tiềm ẩn uy hiếp được thiên thủy các, liền bị thiên thủy các lặng lẽ trừ đi ngay cả ngân linh tiên đều có thể giết chết, huống chi là bọn họ. Phong thái lắm hiện tại là tùy tùng của ta, bọn họ không quyết định được. Lúc này, Thạch Hạo mở miệng, chủ động đem phiền phức kéo vào trên người mình. Cầu hận của hồ đường tự nhiên lập tức di chuyển, gã nhìn Thạch Hạo, cười lạnh nói tiểu tử, người thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá, người gạt được ba người ngu xuẩn bọn họ, nhưng căn bản không có khả năng gạt được bản thiếu. Người tới, bắt lấy hắn cho bản thiếu. Vâng. Hồ Đường mang theo hai tên tùy tùng, cùng một dạng với La Văn, hai tùy tùng này cũng là lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra được siêu cấp đỉnh cao nhất, phía dưới tiên nhân, bọn họ có thể xưng là vô địch. Cái gì truyền nhân tiên vương, chỉ cần khẽ động vào tay, lập tức liền để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Hai tên tùy tùng này nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo bước tới, cho dù là ở trong Bạch Tượng Tông, bọn họ cũng là không hề cố kỵ. Thiếu gia nhà mình thế nhưng là dính vào đùi của Thiên Thủy Các, sợ cái lông. Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vang lên, trực tiếp để hai tên tùy tùng kia nằm úp sắp trên mặt đất. Nhị trưởng lão, tạ minh lập tức kinh hô, tiên nhân đến, chương 1043, sửa chữa tiên pháp, mãn tỏa kinh. Nhị trưởng lão tên là Trung Quan, lão đi nhanh tới, một thân trường bào màu xanh, mặc dù dung nhan cực già, nhưng đầy đầu tóc đen lại là tỏa sáng. Bái kiến nhị trưởng lão, tạ minh liền vội vàng hành lễ, Trung Đại Nhân, chị Anh, La Văn cũng là cung kính hành lễ. Tam đại tông mấy ngàn năm trước vẫn là người một nhà, dù hiện tại phân ra môn, nhưng liên hệ vẫn còn rất thâm hậu, còn nữa, trung quan thế nhưng là tiên nhân, há lại để cho bọn họ không cung kính. Chính là Hồ Đường cũng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Trước mặt tiên nhân, há lại cho phàm nhân làm càn. Vị này chính là Thạch Hạo Thạch thiếu sao? Ánh mắt trung quan trực tiếp khóa tại trên thân Thạch Hạo. Thạch, Thạch thiếu, Hồ Đường lập tức dâng lên một loại cảm giác hoang đường, muốn nói bọn người la văn mù cũng là được rồi người rõ ràng là tiên nhân A, à, làm sao cũng đi theo hồ đổ lên. Nhị trưởng lão, vị này chính là Thạch Hiếu. Tạ Minh vội vàng nói, Thạch Hiếu không hổ là truyền nhân tiên vương, thần. Trung quan cảm thán nói, một mặt biểu lộ bội phục. Nhị trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tạ Minh hỏi, chính là chị anh cùng La Văn cũng là một mặt hiếu kỳ. Bọn họ đương nhiên tin tưởng vững chắc Thạch Hảo chính là truyền nhân tiên vương, thế nhưng là, lại có cái gì để trung quan kích động như vậy đâu? trung quan lộ ra một vòng thần sắc cao thâm, nói các ngươi còn nhớ đến, tờ giấy vừa rồi thạch hiếu đưa tới. Đương nhiên, thế nhưng là, cho đến lúc này đám người cũng không có hiểu rõ thạch hạo đang làm cái gì. Thạch hiếu đã đem tam âm tam tuyệt công của chúng ta tu trình, bản tỏa thô thô kiểm tra một hồi, hiệu suất tu luyện chỉ ít đã tăng lên một thành rưỡi. Trung quan nói ra, cái gì, đừng nói hồ đường không thể tin được, chính là ba người tạ minh đều là chấn kinh đến tê cả ra đầu. Thế này thì quá mức rồi, làm được bằng cách nào? Phải biết, Thạch Hạo mượn đọc những này tiên pháp mới là sự tình mấy ngày. Hơn nữa, nơi hắn tới cuối cùng chính là Bạch Tượng Tông, nói cách khác, bất quá thời gian chỉ là 10 ngày. Nhị trưởng lão, ngài xác định, tạ minh hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây thật là quá nghiêu bức, nếu đem công pháp hạch tâm nhất của Bạch Tượng Tông giao cho Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lại đem hiệu suất tu luyện của nó tăng lên một hai thành, vậy thực lực tổng hợp của Bạch Tượng Tông sẽ xuất hiện tăng lên kinh người cỡ nào? Đương nhiên, Trung quan nói ra, nếu ngay cả điểm ấy lão cũng không làm rõ ràng được mà nói, vẫn xứng là tiên nhân sao? Thạch Hiếu, ngài thật sự là đại tài. Ba người Tạ Minh đồng thời hướng Thạch Hạo chắp tay khen, trên mặt đều là sùng bái không che giấu chút nào. Uy uy uy, thật hay giả? Hồ Đường đương nhiên không muốn tin tưởng, bởi vì gã mới vừa rồi còn đang nói Thạch Hạo là lường gạt, mục đích chính là trộm lấy tiên pháp của Tam Đại Tông. Chỉ khi nào thuyết pháp cải tiến tiên pháp của Thạch Hạo tìm được chứng minh, vậy gã chính là đang bêu xấu đối với Thạch Hạo. Thậm chí, Thạch Hạo thật có thể là truyền nhân Tiên Vương. T, trong lòng của gã run lên, có chút tiến thối lưỡng nan. Thạch Hạo dứt khoát muốn càng nhiều giấy, tiếp tục viết. Từng môn công pháp mới mẻ xuất hiện, đều là tiên pháp lúc trước hắn lấy được từ Tam Đại tông, vẫn là bị hắn cải biến qua. Chị anh cùng La Văn bị giới hạn trong cảnh giới, còn không cách nào tiến hành nghiệm chứng, nhưng trung quan liền ở ngay tại một bên, đối với ba môn tiên pháp sau cải tiến của Bạch Tượng tông đều là nhìn mà than thở, hứa Thạch Hạo là thiên nhân. Quá nghiêu bức, mà hai người La Văn cũng đã để cho người ta đi thông chi đại lão của tông môn mình, lập tức tới. Theo tiên nhân của hai đại tông khác tới, xác nhận tiên pháp sau khi bị Thạch Hạo cải tiến đều có hiệu suất đề thăng lớn, mọi người đối với Thạch Hạo đều là sùng bái không gì sánh được. Đây chính là truyền nhân tiên vương, đây quả nhiên là truyền nhân tiên vương, nếu không có truyền nhân tiên vương, có nhãn lực cao như vậy, sao lại có thể cải biến tiên pháp của bọn họ, làm cho hiệu suất tu luyện tăng lên bọn họ lập tức trở về xin chỉ thị của tông chủ muốn đem công pháp hạch tâm nhất cũng là lấy ra xin mời thạch hảo tiến hành sửa chữa sở tiên pháp truyền ra ngoài nói đùa cái gì a à, người ta là truyền nhân tiên vương sẽ ngấp nghé tiên pháp của ngươi sao bất quá mặc dù mọi người đều là cho là như thế nhưng muốn động vào tiên pháp hạch tâm tự nhiên cần kinh động tông chủ sau khi xin chỉ thị tam đại tông đều là làm ra lựa chọn giống nhau xuất ra công pháp hạch tâm mời thạch hảo hỗ trợ sửa đổi đương nhiên đây nhất định không thể để cho thạch hảo phí công lễ vật phong phú lập tức đưa tới thậm chí còn có một ít tiên thạch cái này nếu để cho người ngoài thấy được khẳng định sẽ hô to đen trắng điên đảo không phải sao rõ ràng là cho người khác nhìn tiên pháp hạch tâm thế mà lại còn muốn cảm tạ người ta đưa lên hậu lễ thạch hảo cầm ba phần tiên pháp quay người rời đi từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhìn hồ đường nhiều thêm một chút bị hoàn toàn không thấy a à, bất quá hồ đường lại là tâm động không thôi Thật có thể sửa chữa, tăng lên tiên pháp sao? Vậy cơ hội này, gã tuyệt đối không thể bỏ qua a. À? Đi, trở về tìm lão tử, gã cũng không lo được đánh mặt, lập tức trở về Hắc thủy tông, muốn đem chuyện này báo cho phụ thân, do phụ thân đến làm ra quyết định. Thạch Hạo thì hoàn toàn không có đem hồ đường để ở trong lòng, hắn bắt đầu lật xem tiên pháp hạch tâm của Tam đại tông. 9 ngày sau đó, hắn đã đem ba môn tiên pháp nắm giữ toàn bộ, mặc dù giới hạn trong cảnh giới nên không cách nào tu luyện nhưng có bản nguyên kinh để chống đỡ, hắn vẫn là thu được cảm ngộ cực lớn, làm ra sửa đổi nhất định. Thạch hạo không khỏi lại cảm khái, nếu là có bản nguyên kinh của tiên giới liền tốt. Sau đó, hắn liền bật cười, bản nguyên kinh của tiên giới, trình bày trong đó không phải liền là đại đạo sao. Mục đích lột cà rốt, liền trực chỉ hạch tâm, nắm giữ đại đạo. Cho nên, nếu thật muốn có bản nguyên kinh của tiên giới, đoán chừng cũng không phải là hắn hiện tại có thể xem hiểu. Hắn xuất quan, đã viết xuống, Đem tiên pháp đã sửa chữa qua cùng nguyên bản, phân biệt trả lại cho tông chủ của Tam đại tông. Ba tông chủ này nhìn một lần, đều là lộ ra vẻ kích động. Thực sự cải tiến, có gần nửa thành hiệu suất tăng lên. Cái này đã đầy đủ kinh người. Tạ ơn Thạch thiếu, Tam đại tông chủ đều là hướng Thạch Hạo nói lời cảm tạ, đồng giáp tiên cửu tinh thì như thế nào, ở trước mặt truyền nhân Tiên Vương hạ thấp tư thái không phải là chuyện rất bình thường sao? Thạch Hạo gật gật đầu, hắn cũng thu hoạch rất nhiều, xem thêm công pháp càng nhiều, càng cao thâm thì càng có thể khai thác tầm mắt của hắn, khoảng cách sáng tạo ra công pháp của chính mình tự nhiên lại tới gần một bước. Bất quá, mặc dù hắn đã thành khách quý của Tam Đại Tông, nhưng Thạch Hảo vẫn là ở tại trong học viện, vẫn là nơi này tương đối tự tại hơn một chút. Bành bành bành, đại môn gõ vang, a à, Thạch Hạo đã phân phó, nếu như không phải sự tình quá lớn, thì không nên quấy rầy hắn thanh tu, tại sao lại có người tới. Hắn đi qua mở cửa, mở ra xem, đứng ở cửa chính là hồ đường. Gia hỏa này lại chạy về. Thạch Hạo đúng không? Hồ Đường Y Nguyên duy trì tư thái rất cao ngạo, nói thật, gã vẫn là không thể nào tin được Thạch Hạo chính là truyền nhân Tiên Vương, có thể sửa chữa tiên pháp, đó là bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm đi. Bằng không mà nói, truyền nhân Tiên Vương sửa chữa công pháp cho ngươi, này làm sao nghe đều không hợp với lẽ thường a. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là nhìn xem ra hỏa này. "Ây, chỗ này của ta có một môn tiên pháp, ngươi đi sửa đổi một chút, nếu để cho bản thiếu hài lòng." liền sẽ để cho ngươi có cơ hội thấy tiên pháp hạch tâm của bản tông, tự nhiên cũng có không ít chỗ tốt cho ngươi." Hồ Đường đưa qua một quyển sách, "Đây là đang phân phó hạ nhân sao? Chương 1044, mê hoặc lan." Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, "Cái, cái gì? Hồ Đường cho là mình nghe lầm, đầu tiên là sững sờ, sau đó là buồn bực xấu hổ giận dữ." "Thạch Hạo, ngươi gạt được bọn La Văn, nhưng tuyệt đối không lừa được ta." Gã lớn tiếng nói, "Cái gì truyền nhân Tiên Vương?" bản thiếu mới sẽ không tin tưởng đâu. Cái truyền nhân tiên vương nào sẽ chán nản giống như người vậy? Thạch hạo không để ý đến, chỉ là nhìn gã, người cút hay không cút. Chẳng lẽ, người còn dám xuất thủ đối với bản thiếu sao? Hồ đường suy cái nói ra, thạch hạo không nói gì thêm, mà là trực tiếp đưa tay, hắn một tay liền đem hồ đường bắt lấy, sau đó chấn động hất lên, đùng, hồ đường liền bay thành một đường vòng cung trên không trung, sau đó ngã dầm trên mặt đất lớn mật hai tên tùy tùng của hồ đường lập tức vọt lên đối với thạch hảo trợn mắt nhìn bắt hắn lại cho bản thiếu bắt lại bắt đi hồ đường không hề cố kỵ gã chính là con rể của thiên thủy khác liền đem thạch hảo trói lại thì như thế nào tam đại tông có thể bắt gã thế nào sao hai tên tùy tùng đều là hướng về phía thạch hảo bước tới chỉ là đỉnh cao nhất bọn chúng cái nào rũi rũi tay cũng liền có thể đem thạch hảo bắt lại thạch hảo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hai người nói con người của ta không thích gây chuyện nhưng nếu ai chọc tới trên đầu của ta vậy cũng chớ trách ta vô tình các ngươi không phải học viên ở nơi này ta đem bọn ngươi làm thịt cũng không có vấn đề hồ đường cười nhạo còn học viên nếu ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương sẽ để ý đến quy tắc chế định của một cái thế lực đồng giáp tiên nho nhỏ sao gã chính lại không biết lấy thạch hạo tính cách cho dù hắn thật sự là truyền nhân tiên vương nhưng nếu đã lựa chọn tiến vào học viện này vậy hắn cũng sẽ tuân thủ quy tắc của nơi này ha ha người có năng lực mà nói người cứ việc giết tốt. Tiểu Bạch Kiểm, thúc thủ chịu trói đi, hai tên tùy tùng đều là giết tới đây, chiến lực của siêu cấp đỉnh cao nhất nở rộ, muốn nhất cử đem Thạch Hạo bắt lại, miễn cho đêm dài lắm mộng, dù sao đây là địa bàn của Tam Đại Tông, bọn chúng không thể quá phách lối. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý điểm chỉ, phốc, phốc, hai người này liền vỡ nát thành huyết vũ. Đặt ở phàm giới mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất chiến tử, khiến sóng năng lượng nổ tung, đây chính là tai nạn hủy diệt tinh thần, nhưng để ở tiên giới cái rắm cũng không có cười nhạo trên mặt hồ đường còn chưa kịp thu lại thấy thế không khỏi chừng lớn hai mắt một bộ dáng gặp quỷ mẹ nó gã là hoa mắt sao không không có hai cái tùy tùng siêu cấp đỉnh cao nhất của gã bị thạch hạo tùy ý điểm điểm chỉ liền xử lý ồ thao đây là thực lực cỡ nào chăm dai a gã phát ra tiếng kêu thảm liền vội vàng xoay người liền chạy hù chết dọa chết người a nếu không chạy mà nói sẽ bị giết chết nhưng mà gã chạy trốn được sao? Đùng, Thạch Hạo hạ một bàn tay xuống dưới, Hồ Đường liền ngã rầm trên mặt đất, bành, Thạch Hạo bổ khuyết thêm một gước. đem đầu của Hồ Đường sinh sinh dẫm vào trong bùn đất. Đây là dạy dỗ ngươi, ghi ở trong lòng, Thạch Hạo ép đầu của gã nói ra, Hồ Đường chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ô, trong lòng thì là tràn đầy khuất nhục. Gã Đường Đường là thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông, con rể của Thiên Thủy Các, thế mà bị người dẫm tại dưới chân, để gã làm sao có thể đủ chịu đựng. Thế nhưng là, gã dám báo thù sao thạch hạo là truyền nhân tiên vương hư hư thực thực nếu như đây là sự thực mà nói vậy gã đừng nói báo thù đương nhiên phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bằng không mà nói có người muốn nịnh nọt tiên vương xuất thủ đem gã đánh giết thời điểm thạch hạo thu hồi chân gã ngay cả thốt một tiếng đều là không dám vội vã bỏ lăn trên đất mà đào tẩu thật sợ bị giết chết ga thạch hạo vốn cho rằng hồ đường không còn dám tới tìm hắn gây phiền phức nhưng mà Bốn ngày sau đó, đại môn của hắn lại lần nữa bị người gõ vang. Là ai? Bất quá, còn không có đợi Thạch Hạo đi qua mở cửa, bành một chút, đại môn cũng là bị ngạnh sinh sinh đá vang. Thạch Hạo đâu, mau cút đi ra gặp bản tiểu thư. Thanh âm của một nữ tử vang lên, nghe liền tản mát ra vị kiêu căng mãnh liệt. Thế nào, có bản lĩnh đánh người, không có bản sự ra gặp bản tiểu thư sao? Bành bành bành, nữ nhân này đại khái là đã ra tay đánh nhau, làm lên phá hoại trong sân. Thạch Hạo đi ra ngoài, chỉ thấy trong sân có bốn người, theo thứ tự là hai già hai trẻ, hai trẻ mà nói, một cái chính là hồ đường, một cái khác thì là nữ tử thân mang váy màu vàng, tướng mạo mười phần mỹ lệ, nhưng trên mặt lại tràn đầy đều là thần sắc kiêu căng. Hai tên lão giả thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hẳn là hộ vệ thông qua bí pháp để tăng lên tới siêu cấp đỉnh cao nhất. Người chính là thạch nữ tử áo vàng nhìn về phía thạch hạo, lúc đang muốn chất vấn, lại bỗng nhiên thấy rõ tướng mạo của thạch hạo, lời vừa tới miệng lập tức liền kẹp lại. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai, ngươi chính là Thạch Hạo sao? Nàng ta nói lần nữa, tiếng nói nhu hòa, thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hiển nhiên, nữ tử này đã bị sắc đẹp của Thạch Hạo mê hoặc. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai, có gì muốn làm. Dạng này, ta gọi Kim Na, là hôn thê của Hồ Đường không không không, ta là chất gái của Tam trưởng lão Thiên Thủy Các, ngưỡng mộ thanh danh của ngươi, cho nên đặc biệt tới để gặp ngươi một chút. Kim Na nhẹ giọng khẽ khàng nói. Bên cạnh, hồ đường tự nhiên nghe được rõ ràng, kém chút không có tức ngất đi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, còn không có thành thân đâu, ngươi liền muốn cho ta cắm sừng sao. Gã chật vật trốn về Hắc Thủy Tông, chuyện này bị Kim Na biết, lấy kiêu căng của vị đại tiểu thư này, lại chỗ nào chịu được. Bởi vậy, nàng ta lập tức liền giết tới đây, muốn giúp vị hôn phu suốt ngụm ác khí, không nghĩ tới chính là, thạch hạo thế mà có dáng dấp đẹp trai như vậy, nếu mà so sánh, Hồ Đường quả thực chính là giống như người quái dị, để nàng ta trong nháy mắt liền đổi chủ ý. Thạch Hạo gật gật đầu, "Ngươi tốt, ngươi tốt, Kim Na càng thêm tế thanh tế khí, khóe mắt quét đến Hồ Đường, lập tức lộ ra thần sắc căm ghét, hướng về hai tên tùy tùng kia nháy mắt. Hai tùy tùng kia lập tức hiểu ý, trực tiếp một trái một phải, đem Hồ Đường nhấc lên hướng phía bên ngoài viện mà đi. "Kim Na, Hồ Đường lớn tiếng kêu lên, nhưng chỉ dám lấy phương thức như vậy nhắc nhở đối phương, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta." tuyệt đối đừng có cho ta mang cái nón xanh gì a à. bởi vì địa vị song phương quá không ngang hàng gã ngay cả trách cứ đều là không dám kim na thì hoàn toàn không để ý đến chờ sau khi nàng ta trở về liền sẽ để gia tộc hướng phía hắc thủy tông đưa ra giải trừ hôn ước nàng ta muốn gả cho thạch hạo nam nhân anh tuấn như vậy mới xứng với chính mình nàng ta có một bụng chuyện muốn nói với thạch hạo thạch hạo thì là xa cách không bao lâu hắn liền không kiên nhẫn được nữa uyển chuyển lại kiên định đem kim na mời ra ngoài hắn còn muốn tu luyện đấy nào có thời gian để ý tới loại nữ nhân này kim na mặc dù bị đuổi ra ngoài nhưng không có nửa điểm sinh khí trong hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ không quan hệ nàng ta lập tức trở về trước tiên đem hôn ước cùng hồ đường giải trừ sau đó lại mời đại nhân trong nhà ra mặt hướng thạch hạo cầu hôn thạch hạo sẽ cự tuyệt sao nàng ta chưa bao giờ từng nghĩ tới khả năng này là một trong các công chúa của thiên thủy các nàng ta từ nhỏ đến lớn căn bản không có bị ai cự tuyệt qua nam nhân đẹp trai như vậy, nhất định phải trở thành trượng phu của nàng ta, về sau mang đi ra ngoài gặp người, những khuê mật kia không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì, ngẫm lại đều là để nàng ta chờ mong. chương 1045, tiên nhân ám sát. Bốn ngày sau đó, Hắc Thủy Tông, cha, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, hồ đường bái tại dưới chân phụ thân gã, một mặt bi phẫn. Thiên thủy các thế mà phái người tới, muốn giải trừ hôn ước ở giữa gã cùng Kim Na. Mặc dù, phụ thân gã tạm thời đem chuyện này kéo xuống nhưng hiển nhiên không có khả năng kéo tới thời gian quá lâu cái thạch hạo gì kia thật quá mức đáng giận vậy mà mê hoặc kim na hồ đường cô nắm đấm giống như nếu thạch hạo mà ở ngay tại trước mặt gã sẽ không chút do so dự đem hắn đánh bại tông chủ hắc thủy tông gọi là hồ lan đồng giáp tiên cửu tinh lão tại cảnh giới này cũng đã ngừng chân thật nhiều năm đối với hôn sự của nhi tử cùng thiên thủy các lão cũng là mười phần để bụng bởi vì một khi thành công cùng thiên thủy các làm thông ra mà nói, nói không chừng lão có thể có được ngân linh tiên của thiên thủy các chỉ điểm, tu vi sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Đương nhiên, nguyên tông chủ của tam đại tông thế nhưng là vết xe đổ, nếu lão thành tựu ngân linh tiên mà nói, tuyệt đối sẽ lấy thiên thủy các như thiên lôi sai đâu đánh đó, để thiên thủy các đối với lão yên tâm. Bất quá, thiên thủy các đột nhiên muốn tới từ hôn, lại là hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của lão. Người thằng ngu này, lão giận chừng lấy nhi tử, vì để cho ngươi thông ra cùng Kim Na, vì phụ đã bỏ ra bao nhiêu thứ không? Hồ đường cúi đầu, nhưng trong lòng thì biết, gã sở dĩ có thể thắng được phương tâm của Kim Na, tất cả đều là do phụ thân dùng tiền mua được thị nữ bên người Kim Na, chẳng những để cho bọn họ chế tạo lần lượt ngẫu nhiên gặp, còn nêu ra yêu ghét, gần nhất lại đối với chuyện gì cảm thấy hứng thú của Kim Na. Phía dưới toàn phương vị nhầm vào như thế, gã mới khiến cho Kim Na lau mắt mà nhìn, cuối cùng thành công kết hôn ước. Thế nhưng là, bỏ ra nhiều như vậy, Thế mà không sánh bằng khuôn mặt của Thạch Hạo. Nữ nhân nông cạn này, tiểu tử kia chỉ lớn lên nhìn thật tốt một chút, liền đem linh hồn của ngươi câu đi rồi sao? Khuôn mặt dễ nhìn chỉ là túi da mà thôi, gã mới có một cái linh hồn thú vị. Đối mặt với trách cứ của phụ thân, Hồ Đường không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu chịu giáo huấn. Hồ Lan hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc ổn định lại. Tiểu tử kia chưa trừ diệt, ngươi liền không có khả năng tái giá với Kim Na. Lão nói ra một sự thật, phụ thân Kim gia tại sao có thể ra trò đùa như vậy? Hồ Đường không phục, chúng ta rõ ràng đã đính hôn, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết đến. Hồ Lan cho gã một cái mắt trắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế lực lớn làm việc, cần quan tâm tới cảm thụ của ngươi sao? Vậy phụ thân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hồ Đường hỏi, gã nằm mơ cũng không muốn mất đi cửa hôn sự này, điều này đại biểu cho mấu chốt để gã có thể lên như diều gặp gió. Hồ Lan lẳng lặng suy tư một hồi, nói cờ chuông còn cần người buộc chuông, nếu như cái thạch hạo này không tồn tại, kim nha đầu sẽ còn từ hôn sao? Có ý tứ gì, hồ đường đầu tiên là sướng sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ cha, người muốn phái người ám sát thạch hạo sao? Mặt mũi hồ lan tràn đầy khó chịu, người biết là được rồi, tại sao phải nói ra? Có một số việc, coi như nơi này chỉ có hai cha con bọn họ, nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, cũng là không nên nói ra miệng. Hồ đường cũng là vội vàng che miệng, nhưng lập tức lại nói, bất quá, trong tam bạch học viện có một vị tiên nhân tỏa chấn, muốn giết tiểu tử kia, tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng. Hồ Lan thì là cười nhạt một tiếng, ta sẽ mời một người cùng bản tông không có liên hệ gì tới tiến hành luận bàn cùng viện trưởng của Tam Bạch Học Viện, sau đó lại phái một vị tiên nhân đi tiến hành ám sát, người nói tiểu tử kia còn có thể sống sót sao. Hồ Đường nghĩ nghĩ, sau đó cười ha ha, người có được chiến lược trăm dai thì như thế nào, tiên nhân xuất thủ, cam đoan ngươi ngỏng củ tỏi. Vì giết ngươi, thế mà còn xuất động hai tên tiên nhân, ngươi cho dù chết cũng có thể kiêu ngạo bất quá vạn nhất tiểu tử kia thật sự là truyền nhân tiên vương thân thể hồ đường không khỏi run lên vậy đừng nói cha con bọn họ coi như toàn bộ hắc thủy tông đều múa bị hủy diệt hư đem cái chết của tiểu tử kia giá họa cho tam đại tông không phải vấn đề gì cũng đều giải quyết sao hồ lan từ tốn nói đứa con trai này a à, chính là đầu óc quá chết thạch hạo còn đang lĩnh hội hắn hiện tại đã đem quy tắc cơ sở của tiên giới bổ xong tiếp xuống chính là hát phang tiến mạnh. Điểm này cũng không khó khăn, tại trên lĩnh ngộ quy tắc, cho dù hắn so ra kém 23 người tổng an dân liên hợp, nhưng cũng không kém đến đi đâu, hơn nữa, hắn còn có cối đá. Cái này quá kinh người, thứ gì thạch hạo cũng dám ăn, năng lượng trực tiếp bị cối đá nghiền ép, chiết xuất, sau đó cung cấp cho thạch hạo, gia tốc tu vi của hắn tiêu thăng, an toàn không cái tác dụng phụ gì. Đang bế quan, hắn bị thanh âm huyên náo đánh thức, mở cửa hỏi thăm người, mới biết được nguyên lai like có tiên nhân đến thăm, muốn cùng viện trưởng học viện luận bàn. Nghe nói, hai người này tại lúc còn trẻ còn là tình địch, về sau mỗi người đi một ngả, đều có cơ duyên, cũng nhao nhau bước vào tiên cấp, vô số năm qua đi, nhưng vẫn là khó quên ân oán tình cừu qua lại. Cho nên, trận chiến này viện trưởng học viện nhất định phải tiếp. Chiến đấu tiên cấp sao? Thạch hạo mặc dù tại phàm giới đã gặp qua tồn tại cấp bậc tiên vương cách lưỡng giới xuất thủ, nhưng song phương đều nhận hạn chế của thiên địa, căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Có nên đi xem một chút hay không? Thạch Hạo quyết định đi tham gia náo nhiệt, đến hiện trường quan sát chiến đấu tiên cấp một chút, với việc hắn sáng tạo ra tiên pháp của chính mình hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Hai đại tiên nhân ước chiến dương oai tại đỉnh núi ngoài thành, bởi vậy, mọi người đã nhao nhao xuất động, đoạt cái vị trí tốt lợi cho quan chiến. Thạch Hạo mang theo tử kim thử, ông nam tình bởi vì còn đang tu luyện, cố gắng vượt qua cước bộ của hắn, cho nên nàng liền không đi đụng náo nhiệt này. Hắn ra khỏi thành, chạy vội tại trong núi rừng, đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ báo động mãnh liệt. Soát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém tới, mang theo uy thế đáng sợ không gì sánh được, nhưng uy năng lại là ngưng luyện không gì sánh được, chỉ ở trong kiếm quang bất quá giải ba thước kia. Tiên cấp, lông mày Thạch Hạo nhướng lên, lại có tiên nhân đến ám sát chính mình. Ai? Đầu hắn nghĩ tới một cái, tự nhiên chính là Hắc thủy tông. Tốt a, à, xem ra hắn phải đích thân đi một chuyến. Để cái tên Tu La bắt đầu hát vang tại tiên giới. Thầm nghĩ lấy, xuất thủ của hắn cũng không chậm, tìm tòi hướng về phía kiếm quang bắt tới. Tiên nhân xuất kiếm không khỏi cười lạnh, ngươi một cái trúc thiên thê nho nhỏ, lại muốn tay không đón kiếm, không phải là bỏ ngựa đấu xe sao? Đưa ngươi một kiếm hai đoạn, đùng, đại thủ siết chặt, đem kiếm quang tùy tiện bắt lấy. Ông, kiếm quang nhảy lên, giống như muốn tránh thoát khống chế của Thạch Hạo, nhưng làm thế nào cũng vô pháp làm đến. Mẹ nó Tên tiên nhân kia chấn kinh đến đầu lưỡi đều muốn phun ra, một kiếm này mặc dù gã không có toàn lực ứng phó, nhưng gã là đồng giáp tiên nhị tinh a, à, uy lực của một kiếm lại mạnh đến mức nào? Là trúc thiên thê có thể cản sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là đỡ được, hơn nữa còn tóm đến vững vàng. Cái này, để gã tin tưởng như thế nào, ngươi là quỷ sao? Thạch Hạo dùng sức bóp, đùng, đạo kiếm quang kia lập tức vỡ nát. Nếu dám ra tay, vì sao lại muốn giấu đầu lộ đuôi? Thạch hạo hướng về phía một khối đá lớn ở phương xa nhìn lại, nơi đó đang đứng một người. Nghiêm tinh, một tên trưởng lão của Hắc Thủy Tông, cũng là đệ tử của Hồ Lan, cho nên, Hồ Lan để gã xuất thủ, hắn gã nhiên không có tư cách cự tuyệt. Nhưng là, gã hiện tại thực sự hối hận, chương 1046, Chiến Tiên Nhân. Nghiêm tinh hít một hơi thật sâu, quét sạch hết thảy tâm tình tiêu cực ở trong lòng. Bất quá chỉ là cản được một kiếm của gã mà thôi, cũng không thể nói rõ chiến lực của Thạch hạo liền vượt qua gã tiên nhân đối với trúc thiên thê đó là nghiền ép đối với phàm nhân là sự thật như sắt thép không thể không nói tất cả mọi người đã xem thường ngươi nghiêm tinh từ tốn nói có thể giảo bước tiến lên tiên cấp cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài cho nên gã tự nhiên không thiếu tỉnh táo cùng trí tuệ thạch hạo giang tay ra ta giống như chưa từng có tuyên dương qua cái gì a à. nhưng là người không nên phá hư chuyện tốt của thiếu tông chủ nghiêm tinh tiếp tục nói vô luận là ai đều không được người chỉ có thể vì thế mà đánh đổi mạng sống của mình. Thạch hạo bật cười, người liền không sợ ta là truyền nhân tiên vương sao. Nghiêm tinh có chút một do so dự, sau đó lập tức lắc đầu, ta cũng không tin, truyền nhân tiên vương sẽ rảnh rỗi như vậy, giúp một cái thế lực đồng giáp tiên cải tiến công pháp. Không phải truyền nhân tiên vương không làm được, mà là không có lý do để làm như vậy. Nói xong, gã đã là hướng về phía thạch hạo vào tới. Không lãng phí thời gian, giết người mới là trọng yếu nhất. Xoát, nghiêm tinh ra lại một kiếm, mà uy lực của một kiếm này liền muốn mạnh hơn quá nhiều, quấn quanh lấy quy tắc của tiên cấp, đây đối với phàm thai tục tử, đó tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thạch hạo ngưng quyền, hướng về phía kiếm quang đánh tới. Bành, nắm đấm đập xuống, kiếm quang lập tức vỡ nát, nhưng nắm đấm của thạch hạo cũng có máu tươi chảy ra. Thạch hạo không khỏi nhíu mày, hắn thế mà thụ thương rồi. Phải biết, theo lời bình của tên đại tướng Tu La Giới kia, hắc ám nữ vương đều có được chiến lược đồng giáp tiên ngũ tinh, như vậy, chiến lực của hắn đều có thể nghiền ép hắc ám nữ vương, tự nhiên vượt xa ngũ tinh. Vì cái gì đối đầu với một cái đồng giáp tiên nhị tinh, hắn sẽ còn thụ thương đổ máu đâu. Thạch hạo nghĩ nghĩ, ân, đó là bởi vì khai chiến tại phàm giới, dù là tiên nhân cũng vô pháp dùng tới quy tắc tiên cấp, mà hắc ám nữ vương có thể so sánh với đồng giáp tiên ngũ tinh, thật ra là lực lượng. Nhưng là, sau khi đi vào tiên giới, tiên nhân đương nhiên có thể vận dụng quy tắc tiên cấp, cho nên, nếu thạch hạo còn cứng cản mà nói, chính là thể phách của hắn cũng không chịu nổi, bị một kiếm chảm phá tay. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghiêm tinh liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là tiên nhân, thế mà bị thạch hạo đỡ được hai kiếm, mà kiếm thứ hai gã xác thực đã toàn lực ứng phó, thế mà chỉ là để thạch hạo rách ra, đây là khoa trương cỡ nào. Bản tỏa cũng không tin, nghiêm tinh cắn răng, lần nữa hướng về phía thạch hạo chém qua. Xoát xoát xoát, kiếm khí tung hoành, đáng sợ không gì sánh được mỗi một kiếm này đều là quấn quanh quy tắc tiên cấp đối đầu bất luận cái người hoặc vật gì mang theo chữ phàm đều có thể thoải mái mà chặt đứt thạch hạo cũng không có lại lấy nhục thân đón đỡ danh giới tiên phàm thực sự quá lớn cho nên lấy nhục thể của hắn cũng vô pháp đối kháng đương nhiên kỳ thật chảy chút máu thực sự không tính là cái trọng thương gì hắn tế ra pháp tướng viên thạch dùng cái này để oanh kích kiếm khí bành 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 phòng ngự của pháp tướng viên thạch là cấp bậc tuyệt đỉnh dù là đối đầu với quy tắc tiên cấp cũng chỉ là để quả cầu đá biểu hiện ra từng đạo ngấn nhạt, cái này chỉ cần thu tiến vào tiểu tinh vô ôn dưỡng một trận liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Kiếm khí nhiều, nhưng pháp tướng viên thạch của thạch hạo lại càng nhiều, nhẹ nhõm đem tất cả kiếm khí đều là cản lại. Thạch hạo hư một tiếng, hướng về nghiêm tinh phát khởi phản kích. Oanh, hắn vung ra một quyền, đúng là xuất hiện thanh âm rồng ngâm hổ gầm. Cái gì, nghiêm tinh quá sợ hãi, lực lượng của người trẻ tuổi này tuyệt đối xông lên tiên cấp, thậm chí còn ở trên gã. Bành, gã lấy kiếm đón lấy, ngăn trở nắm đấm của Thạch Hạo, nhưng đại lực kinh khủng đánh tới, để cả người gã đều là trượt lui về phía sau. Nghiêm Tinh kinh hãi thất sắc, một quyền này lại để gã biết rõ rành rành, lực lượng của mình xác thực không bằng Thạch Hạo. Đường đường là tiên nhân, thế mà về mặt sức mạnh bị phàm nhân nghiền ép rồi. Cái này, nếu không phải Thạch Hạo không cách nào vận chuyển quy tắc tiên cấp, gã chẳng phải là muốn bị nghiêng về một bên mà nghiền ép rồi sao? Cái này con mẹ nó còn không phải là truyền nhân tiên vương sao? Thậm chí, truyền nhân tiên vương lại có lợi hại như vậy sao? Nghiêm tinh không biết, nhưng bây giờ gã chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chém giết thạch hạo, tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời đi, bằng không mà nói, kinh động đến người đứng phía sau thạch hạo, vậy đối với gã, đối với hắc thủy tông đều là tai họa ngập đầu. Gã hét lớn một tiếng, cả người đều là tản ra hào quang giống như đồng xanh. Vì cái gì cấp độ thứ nhất của tiên cấp lại gọi là đồng giáp tiên? Chính là bởi vì, tiên nhân cấp bậc này lấy quy tắc thanh đồng để rèn luyện thể phách, thời điểm xuất thủ toàn lực, sẽ không có cách nào khống chế mà thể hiện ra hào quang màu đồng xanh, phảng phất như thân thể là do đồng xanh tạo thành. Trên thực tế, các thân thể của gã ra, cũng xác thực có thể nhìn thấy, nhục thể của gã ngay tại hướng về đồng xanh hóa mà đi đương nhiên, chỉ là có màu sắc giống đồng xanh, đẳng cấp thì không biết vượt qua đồng xanh gấp bao nhiêu lần. Muốn cứng rắn tìm thứ tương tự mà nói, đó chính là thanh đồng tiên kim. Tại tiên giới, Tiên kim đương nhiên cũng là phân đẳng cấp, yếu nhất chính là thanh đồng tiên kim, tiếp theo là bạch ngân tiên kim, sau đó là hoàng kim tiên kim, cuối cùng lại là ngọc kim. Cấp bậc tiên vương, vậy căn bản không có người thấy, tựa hồ hiếm thấy cũng không tồn tại. Kéo xa, nghiêm tinh sở dĩ biết rõ lực lượng của thạch hảo ở trên gã, nhưng vẫn còn dám tới một trận chiến, chính là bởi vì gã lấy quy tắc tiên cấp để rèn luyện thể phách, đã tới nhị tinh mà nói, nói rõ ra của gã đã hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa. Lực lượng của ngươi có mạnh hơn, không có quy tắc tiên cấp làm phụ, lại đánh được phá ra của gã sao. Đây cũng không phải là phàm giới. Nghiêm tinh giết tới đây, từng kiếm một chém tới, đại khai đại hợp, hoàn toàn không sợ cùng thạch hạo cứng rắn. Nếu không phải hắc thủy tông quá nghèo, nếu có thể phân phối một cho gã một thanh tiên khí mà nói, vậy gã một kiếm xuống dưới, thạch hạo cũng không phải là phá chút ra, mà là sẽ gãy tay, thân đoạn, chia năm xẻ bảy. Bành bành bành, hai người kịch liệt giao thủ. Nghiêm Tinh cố nhiên chém không được pháp tướng Viên Thạch, nhưng nắm đấm của Thạch Hạo đánh vào trên người Nghiêm Tinh, cũng đồng dạng không tạo được tổn thương. Làn da có thể so với thanh đồng tiên kim, đây thật là đáng sợ. Háo Tử, liền không có biện pháp phá phòng ngự của gã sao? Thạch Hạo hướng Tử Kim thử hỏi. Không có khả năng, Tử Kim thử quả quyết lắc đầu, đây chính là luyện hóa quy tắc thanh đồng, nếu ngươi có thể đánh tan mà nói, vậy thật muốn sửa quy tắc tiên phàm. Vậy làm sao bây giờ? mặc dù thạch hạo hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí về mặt sức mạnh còn xa xa nghiền ép nghiêm tinh, nhưng hắn thật giống như đối mặt với một khối đá dày nặng, cũng là cầm chi không có cách nào a. À. bất quá muốn giết gã vẫn là có khả năng. tử kim thử lại là đem lời nói xoay chuyển a à, người đây cũng là có ý tứ gì? làm sao bây giờ? thạch hạo hỏi tập trung lực lượng oanh kích một điểm. tử kim thử nói ra lực lượng của ngươi hơn xa gã, mà gã lại không có tu đến đồng giáp tiên cực hạn nhiều lắm là chính là đem làn da luyện hóa thành cấp bậc thanh đồng tiên kim, cho nên, người lấy lực lượng vượt xa gã oanh kích, có thể đem lực lượng xuyên thấu qua da của gã ẩm ẩm đánh tại trên nhục thể của gã. Chỉ cần lực lượng của người đủ mạnh, sẽ đủ để đem nội tạng, hồn hải của gã đều là chấn vỡ. Nếu tu đến đồng giáp tiên cực hạn, vậy cả người từ bên ngoài đến bên trong, đều như là thanh đồng tiên kim, thật sự là đứng tại đó đảm nhiệm cho thạch hạo oanh kích, cũng không có khả năng bị một chút xíu thương tổn gì. Trừ phi đi đến phàm giới, như vậy bởi vì không có quy tắc tiên cấp trèo trống, phòng ngự của gã tự nhiên cũng mất hiệu lực. Chương 1047, Trảm Tiên, trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn cũng không có như Tử Kim thử nói, tập trung lực lượng đi oanh kích một điểm trên người Nghiêm Tinh, mà là mở ra tiểu tinh vũ. Trong tiểu tinh vũ, ta chính là thần minh, như vậy, ta muốn quy tắc tiên cấp của ngươi mất đi hiệu lực, phải chăng có thể làm đến đâu? Lực lượng của Thạch Hạo chỉ ít có thể so với đồng giáp tiên lục tinh, cho nên hắn cho là tiểu tinh vũ của mình hẳn là có thể sinh ra tác dụng đối với nghiêm tinh. Tiểu tinh vũ mở ra, vô thanh vô tức, nghiêm tinh căn bản không có ý thức được, mình đã ở vào trong thế giới của thạch hạo. Tốt, vấn đề hiện tại là, có thể cắt đứt liên hệ giữa nghiêm tinh cùng quy tắc tiên cấp hay không? Đến, ông, tiểu tinh vũ hiển hóa ra ngoài, lập tức, ngôi sao sáng trói đầy trời. Tình huống như thế nào? Nghiêm tinh sững sờ, cái này rõ ràng là ban ngày A, làm sao bầu trời sáng sủa đột nhiên lại biến thành đêm tối trận pháp nhất định là thế nghiêm tinh lập tức dâng lên báo động mãnh liệt cái đồ chơi trận pháp này tuyệt đối không thể khinh thường nghe nói từng có đồng giáp tiên đạt được một bộ tàn trận của tiên vương lại lấy cái này để giết ngọc tiên ngọc tiên a à, gã hiện tại đã tin tưởng thạch hạo chín thành chín chính là truyền nhân tiên vương cho nên bỗng nhiên nhìn thấy ban ngày biến thành đêm tối gã tự nhiên cả kinh thất sắc trận pháp của tiên vương sao gã lúc này liền muốn lao ra đợi tại trong trận pháp này thực là quá nguy hiểm nhưng mà một mảnh tinh vân bao phủ tới, lập tức để gã mất đi phương hướng cảm giác. Còn có một cái sự tình càng khủng bố hơn, gã thế mà không cảm ứng được quy tắc của tiên giới. Cái này, đã mất đi quy tắc, gã còn gọi là tiên nhân sao? Không có quy tắc tiên cấp, gã còn đối kháng với Thạch Hạo thế nào? Gã hét lớn một tiếng, trong người bắn ra quang mang thanh đồng, đây là quy tắc tiên cấp lưu lại, gã muốn dùng cái này oanh phá cái trận pháp này, giết ra ngoài. Oanh, dưới một kích này, tiểu tinh vũ khẽ run lên đúng là hiện ra một cái vết rách nhỏ. Có các loại quy tắc của tiên giới bổ sung đi vào, Thạch hảo tâm niệm vừa động, vết rách lập tức được đền bù. Muốn giết ta, người xứng sao? Thạch Hạo xuất hiện tại trước mặt Nghiêm Tinh, truyền nhân Tiên Vương, người thật sự là truyền nhân Tiên Vương. Nghiêm Tinh run giọng nói ra, hiện tại đã quá rõ ràng, Thạch Hạo tuyệt đối là truyền nhân Tiên Vương, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể bố trí xuống trận pháp của Tiên Vương đâu. Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn chưa từng có chính miệng nói qua hay là thừa nhận qua, vì cái gì tất cả mọi người sẽ cho là như thế đâu. Đây chính là di ngôn của ngươi. Thạch hạo hỏi, tha mạng, nghiêm tinh đùng quỳ xuống, thạch thiếu tha mạng, thạch thiếu tha mạng, ta nhận ngươi làm chủ nhân, về sau sẽ đi theo làm tùy tùng, tùy ngươi phân phó. Không cần, thạch hạo huy quyền, hướng về phía nghiêm tinh đánh qua. Bành, dưới một kích, nghiêm tinh liền bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Không có quy tắc tiên cấp gia trì, thể phách của gã tự nhiên giảm trên cường độ lớn, đâu còn có thể gánh vác được công kích của Thạch Hạo. Bất quá, gã đã đem quy tắc thành đồng luyện hóa vào trong người, tu luyện tới một bước này không phải là công phu một ngày, mà muốn phòng ngự hoàn toàn biến mất, cái này đồng dạng không phải là sự tình trong thời gian ngắn. Không quan trọng, Thạch Hạo đã chiếm hết thượng phong, kéo dài thời gian với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Oanh, lúc này, nơi xa lại có ba động của chiến đấu truyền tới, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Vị viện trưởng của học viện kia đã cùng người khiêu chiến giao thủ. Thạch Hạo lắc đầu, vốn là muốn đi quan chiến, không nghĩ tới chính mình thế mà thành một trong những nhân vật chính của chiến đấu. Tốt a, thưởng thức chiến đấu của tiên nhân, tổng không có lĩnh ngộ sâu như chính mình tự mình chiến tiên nhân. Thạch Hạo từ từ thôi, thế giới của hắn dù sao cũng còn không hoàn toàn, quá yếu ớt, nếu như có thể như thiên địa phàm giới, như vậy chỉ cần đối phương hạ giới một cái, liền có thể đem quy tắc tiên cấp trong người gã áp chế toàn bộ. So sánh như thế, cũng có thể thấy được tiểu tinh vũ của thạch hạo cùng thiên địa chân chính còn kém xa bao nhiêu. Nghiêm tinh bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, càng có một loại phiền muộn khó tả. Người muốn giết ta, không thể thống khoái một chút sao. Trận pháp tiên vương xoắn một phát, giết gã hẳn là dễ như trở bàn tay A. À. Nhưng thạch hạo lại không, cứ từng chút mài đi lấy quy tắc tiên cấp trong cơ thể gã, hiển nhiên, đối phương muốn hao hết quy tắc tiên cấp của gã, lại lấy lực lượng phàm cấp đem gã oanh sát. Người biến thái A. À. Nghiêm Tinh thật chịu không được ủy khuất như vậy, đường đường tiên nhân, gã chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Nhưng mà, thân ở trong tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, không thể xông ra, vậy chỉ có mặc cho Thạch Hạo làm thịt n. Hơn nữa, tiểu tinh vũ mở ra, cái dị hưởng gì cũng đều là không truyền đi ra, thậm chí người khác cũng hoàn toàn nhìn không thấu, dù là có người vừa lúc đi tới, cũng sẽ ở dưới ảnh hưởng của mê vụ tinh vân mà mơ hồ đi ra ngoài. Nói cách khác, trận này rõ ràng là chiến đấu tiên cấp, nhưng căn bản không có người nhìn thấy trừ phi lại đến một cái tiên nhân nhưng tỷ lệ này cũng quá thấp tiên nhân cũng không phải là ăn no rừng mỡ a à. sau mười mấy ngày quy tắc tiên cấp trong người nghiêm tinh mới rốt cục hao hết kỳ thật đây cũng là nghiêm tinh cố ý phối hợp bởi vì gã đang liều mạng vận chuyển quy tắc tiên cấp gã thực sự chịu không được dạng nhục nhã này a à, thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử đến lúc này gã đương nhiên không cách nào lại gánh vác được công kích của thạch hạo dưới vài quyền bị ngạnh sinh sinh oanh bạo hồn hải đây là Thạch Hạo chân chính đánh chết tiên nhân trên ý nghĩa, thanh xà kiếm quân không tính, ném tới phạm giới, vậy chỉ có thể xem như đỉnh cao nhất, thậm chí tu vi siêu cấp đỉnh cao nhất cũng là dựa vào cường lực phù tạm thời đẩy lên. Tiên nhân thật đúng là khó giết, Thạch Hạo cảm khái nói. Hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng sửng suốt hao hơn 10 ngày, mới rốt cục đem Nghiêm Tinh mài chết. Tiên nhân không khó giết sao? Tử Kim thử thì là cuồng mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi đây là đang đắc chí sao? Phải biết phàm nhân giết tiên nhân, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, liền một cái quy tắc tiên cấp, liền rạch ra một đầu hồng câu, không thể vượt qua. Trước đó nó hướng Thạch Hạo đề nghị, cũng là ôm ý nghĩ thử nhìn một chút, hơn nữa cũng chỉ có tên biến thái như Thạch Hạo này mới có được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo dùng một loại biện pháp khác, sinh sinh mài chết một cái tiên nhân, đây cũng là khái niệm gì? Có thể nói, chiến tích như vậy, chính là lão đinh cũng không làm được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tiểu tinh vũ, đến lúc này, rốt cuộc hiển lộ ra phong mang. Ngươi là tiên nhân thì như thế nào, tiến vào thế giới của ta, để cho ngươi làm phàm nhân, ngươi cũng chỉ có thể làm phàm nhân. Ngôn xuất pháp tùy, đây là thiên đạo A, trái tim tử kim thử kích nhảy, tên biến thái thạch hạo này A, có biết chính mình đã đi ra một con đường xưa nay chưa từng có hay không? Bất quá, nó cũng không có dự định khen thạch hạo. Tiểu tử này đã đủ kiêu ngạo, lại khen hắn hai câu, không phải cái đuôi đều muốn vảnh lên trời sao. Thạch hạo kiểm tra không gian linh khí của nghiêm tinh một chút, bên trong có chút tiên thạch, còn có một bản công pháp. Băng xương quyết, đây là công pháp tu luyện, không sai, có thể tham khảo một chút. Thạch hạo đem đồ vật cất kỹ, sau đó về học viện. Mặc dù hắn biến mất hơn 10 ngày, nhưng đường đường là truyền nhân tiên vương, cần phải hướng ai giải thích sao. Thạch hạo lập tức bế quan, đại chiến hơn 10 ngày cùng một vị tiên vương, cảm ngộ vẫn là rất nhiều. Nhoáng một cái chính là 9 ngày, Thạch Hạo đem kinh nghiệm của trận chiến này toàn bộ tiêu hóa. Chương 1048, sông Hắc Thủy Tông. Thạch Hạo xuất quan, lần này, hắn hậu tích bạc phát, trực tiếp đi tới 95 giai. Chiến lực hiện tại của hắn lại có đáng sợ cỡ nào? Chỉ lấy lực lượng mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem đồng giáp tiên lục tinh đè xuống đất mà ma sát, bất quá, bắt đầu từ đồng giáp tiên thất tinh, lại được xưng là đồng giáp tiên cao giai, chiến lực sẽ xuất hiện tăng lên nhảy vọt, cho nên, thạch hạo có thể áp đảo đồng giáp tiên thất tinh về mặt sức mạnh hay không, hiện tại vẫn là một ẩn số, phải đánh qua xong mới biết được. Hơn nữa đối thủ càng mạnh, thì tiểu tinh vũ càng khó mà áp chế đối phương, như vậy, chỉ cần đối phương còn có quy tắc tiên cấp tại trong người, thạch hạo liền gần như không có khả năng giết chết đối thủ. Cho nên, vẫn là phải tranh thủ thời gian dảo bước tiến lên tiên cấp. Tại tiên giới, chỉ có tiên nhân mới có thể bay đi, nhưng, cái này không làm khó được thạch hạo, bởi vì hắn có tiểu tinh vũ đồng dạng có thể làm được phi hành, giống như hắn tại phàm giới trước đó đã sớm tại đại tế thiên liền có thể bay. Hiện tại, đi Hắc thủy tông, Thạch Hạo há lại là người chịu thua thiệt, nếu Hắc thủy tông đã phái người tới giết hắn, vậy hắn liền đem Hắc thủy tông san thành bình địa. Loại chuyện trả thù này, Tử Kim thử đương nhiên là mưu cầu danh lợi không gì sánh được, cho nên nó chủ động xin đi giết giặc, phải bồi Thạch Hạo cùng đi. Thạch Hạo mang theo nó xuất phát, hướng về Hắc thủy tông mà đi. Trên lý luận Trúc Thiên Thề muốn đi xong đoạn đường này mà nói, cần chỉ ít thời gian là ba tháng. Vì cái gì, quá khó đi, có núi non trùng điệp, có sông to hồ lớn, cần không ngừng mà đi đường vòng, nhưng, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, tại tiên giới cũng có thể phi hành, cái này tự nhiên là thành chút lòng thành. Hắn bay vượt qua trên trời, chỉ là ba ngày sau, hắn liền đi tới thành Nam Tam gần với Hắc Thủy Tông. Thạch Hạo mặc vào chiến giáp thập tinh, lại lấy tiểu tinh vũ che giấu khí tức, đem chính mình giả tạo thành một người khác trúc thiên thê có được chiến lược tiên cấp cái này quá kinh người thạch hạo cũng không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý mặc dù hắn hiện tại đã đủ làm người khác chú ý nhưng cuối cùng vẫn không có đạt tới cấp bậc biến thái rất tốt đi hắn nhanh chân mà đi đi tới trước sơn môn của hắc thủy tông hắc thủy tông cũng không ở trong thành mà là tại trong núi năng lượng thiên địa ở nơi này càng thêm nồng đậm tự nhiên càng thêm thích hợp với tu luyện tạo hình của thạch hạo là mặc một thân chiến giáp trên mặt còn có mũ giáp ngăn trở tự nhiên lập tức đưa tới Hắc Thủy Tông chú ý, vừa xem xét này chính là kẻ đến không thiện a, à. ai dám xông vào Hắc Thủy Tông cửa Sơn môn, lập tức liền có hai tên thủ vệ hét lớn, bọn họ đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Việc quan hệ tới bề ngoài của một tông, Hắc Thủy Tông vẫn là rất cam lòng bỏ tiền vốn, phải biết, cho dù là thế lực tiên cấp, bồi dưỡng ra một tên đặc thù siêu cấp đỉnh cao nhất cũng cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng không đơn giản hơn so với bồi dưỡng ra một tiên nhân. Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi dám hành thích Thạch Hạo Thạch Hiếu, ta hôm nay là đến để tiêu diệt Hắc Thủy Tông các ngươi. Cái gì? Hai tên thủ vệ kia đương nhiên không có khả năng biết Thạch Hạo là ai, nhưng nghe được muốn diệt Hắc Thủy Tông, bọn họ liền cười. Ngươi đây là người si nói mộng sao? Hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái ngớ ngẩn, làm cái mộng đẹp coi chính mình là vô địch thiên hạ. Thức tỉnh hắn, không, đánh chết hắn. Hai tên thủ vệ một trái một phải, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo phất phất tay, bành, một tên thủ vệ lập tức nổ thành huyết vũ. Ngóa, một tên thủ vệ khác lập tức bị dọa đến mặt đều tái rồi, run lẩy bẩy, kém chút liền hỏng mất. Vừa rồi nếu như thạch hạo là hướng gã xuất thủ, vậy gã hiện tại chẳng phải là đã hóa thành một vũng máu rồi sao? Đi, nhanh chóng truyền tin, thạch hạo cười nói, phủi phủi tay, tên thủ vệ kia tưởng thạch hạo muốn xuống tay với mình, lập tức bị dọa đến đặt mông ngồi xuống, nhưng sau khi phát hiện chính mình cũng chưa chết, gã lộn nhào, liều mạng hướng về trong hắc thủy tông mà chạy. Thạch hạo mỉm cười, nếu tất cả mọi người đều truyền hắn là truyền nhân tiên vương, vậy hắn liền lại cho thêm cây đúc đi. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền từ trong sơn môn chạy ra, tu vi cao thấp không đều, có chút thiên thê, cũng có đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, nhưng ít ra cũng là đại tế thiên, không có thứ càng thấp hơn. Lớn mật, dám xông vào hắc thủy tông ta, người chán sống. Có người hướng về phía thạch hạo khiển trách quát mắng, mà gã bất quá chỉ là đăng thánh vị nho nhỏ. Đăng thánh vị cũng dám phách lối như vậy, đây chính là Hắc Thủy Tông, gã đương nhiên dám. Thạch Hạo nhìn về phía người kia, thản nhiên nói, đăng thánh vị nho nhỏ, cũng dám vô lễ đối với bản tôn. Bản tôn, ngươi cho rằng chính mình là ai? Phải biết, tại tiên giới, cái chữ tôn này cũng không thể dùng linh tinh, bởi vì tồn tại ở phía trên tiên vương, liền là tiên tôn. Ngươi tự xưng tôn, vậy tương đương là chọc giận tới tiên tôn. Dù tiên tôn cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng tất cả mọi người sẽ tự giác kiêng kỵ, vạn nhất gặp được cái tiên tôn nào có độ lượng nhỏ đâu. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tự xưng là tôn. Hừ, ngươi lại là thứ gì, dám chạy đến chỗ này làm càn. Một cái thanh âm ầm ầm vang lên, khiến người sợ hãi. Trên bầu trời, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đạp thiên mà đứng, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Vương trưởng lão, nhìn thấy người nọ, các đệ tử của Hắc Thủy Tông đều là một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Tam Đại Tông ra một cái phong thái lấm, chính là bất thế kỳ tài, Hắc Thủy Tông kỳ thật cũng có, chính là cái vương thiên vũ này, chỉ là không yêu nghiệt như phong thái lẫm thôi. Người này 500 tuổi liền thành tiên, năm nay cũng bất quá là 800 tuổi, cũng đã là đồng giáp tiên nhị tinh, thiên phú này, tiêu chuẩn. Làm gì, đối với người vô lễ thì thế nào, người còn cắn ta sao? Tên Đăng Thánh Vị vừa rồi kia tiếp tục khiêu khích thạch hạo, có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa tới tốt, tiểu ra ngay tại cái chỗ này chờ ngươi, tiểu ra mà lui một bước sẽ gọi ngươi là ra ra. Ra hỏa này thật đúng là phách lối, thạch hạo nhìn gã một cái, sau đó vừa nhìn về phía vương thiên vũ ở trên bầu trời, thản nhiên nói, nếu ngươi không quản giáo gã một chút, vậy bản tôn đành phải xuất thủ. Vương thiên vũ không khỏi bật cười, tại trước mặt bản tọa, ngươi chẳng lẽ còn có thể xuất thủ đả thương người sao? Đúng, tiếng nói của vương thiên vũ vừa dứt liền thấy cái đăng thánh vị vừa rồi kia trực tiếp sụp đổ thành huyết vũ cái này khiến người xung quanh đều là rít gào lên liên tục không ngừng mà tránh ra chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì sắc mặt vương thiên vũ cũng là đại biến tràn đầy lửa giận nhưng lại có chút bất an thế mà giết người ở ngay trước mặt gã để gã còn mặt mũi nào mà tồn tại thế nhưng là gã rõ ràng không nhìn thấy thạch hạo xuất thủ làm sao người liền chết đâu dù ngươi là tiên cấp muốn tay không nhấc chân bất động mà giết người như thế, trước tiên cũng cần phải đem lĩnh vực mở ra, trong lĩnh vực kia, nhất niệm của tiên nhân giết chết đăng thánh vị, tự nhiên dễ dàng giống như chơi. Mấu chốt là, gã đã sớm mở ra lĩnh vực, đem đệ tử của Hắc Thủy Tông đều là bao phủ tại trong đó, nếu như Thạch Hạo cũng mở ra lĩnh vực mà nói, gã làm sao lại không phát giác được. Quá, quá quỷ dị, mặc dù Thạch Hạo giết bất quá là đăng thánh vị, nhưng bởi vì thủ đoạn quá mức thần bí, để gã cũng là hiện lên một cỗ cảm giác bất an. Người thật gan to, chỉ là một lúc sau, Vương Thiên Vũ liền lạnh lùng nói ra. Tại Hắc Thủy Tông giết người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt gã, thậm chí tại ngay đằng sau khi gã vừa mới nói ngoa. Người này, nhất định phải chết, chương 1049, đại nạn lâm đầu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người đây là đang bức bản tôn tiếp tục giết người sao. Vương Thiên Vũ lập tức cứng lại, nhưng lập tức lại giận giữ trùng thiên, tại trước mặt bản tỏa, người có thể sao. Thạch Hảo tùy ý hướng cái người nào đó nhất chỉ, ây, bản tôn kế tiếp muốn giết, chính là gã. Hưu, Vương Thiên Vũ cũng không còn cách nào cao cao tại thượng, thân hình gã rơi xuống, bảo hộ ở phía trước người bị chỉ tên kia. Người kia nguyên bản run lẩy bẩy, nhưng bây giờ lại là lực lượng mười phần. Tiên nhân bảo hộ ở trước người, còn có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ, công kích của Thạch Hảo còn có thể móc cong đánh tới sao? Coi như có thể, Vương Thiên Vũ chẳng lẽ là ăn chay? Thạch Hảo mỉm cười, búng tay một cái, đùng, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Trong tiểu tinh vũ, hắn tức là chúa tể, cái gì, vương thiên vũ quá sợ hãi, gã rõ ràng đã toàn lực phòng ngự, vì cái gì vẫn là để thạch hạo đạt được rồi. Còn có, đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả gã đều không có cảm ứng được, gã đều có chút run nhẹ nhẹ, cái này quá kinh người, để gã hiện lên âm thầm sợ hãi. Kế tiếp, ánh mắt thạch hạo quét tới, lập tức, người đứng tại cửa sơn môn đều là lui lại từng bước. Chính là có vương thiên vũ đứng trước người thì có ích lợi gì, bọn họ vẫn là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Liền ngươi đi, thạch hảo tùy ý chỉ hướng một người, sau đó không đợi đối phương phát ra tiếng kêu thảm, ba một cái, người kia liền biến thành huyết vũ. Cái này, thủ đoạn giết người thần bí như vậy, làm sao cản. Tất cả mọi người đều là bị dọa đến lui lại, nhao nhao tìm tảng đá, kiến trúc làm nơi che chắn, chỉ cần không bị thạch hạo nhìn thấy, hẳn là liền an toàn đi. Nhưng mà, cái này lại làm sao có thể chứ? Thạch hạo mở ra, thế nhưng là tiểu tinh vũ. Nhất niệm động, đó chính là ý chí của thiên địa, trời muốn người chết, người có thể không vong sao. Đùng, 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 một người tiếp lấy một người hóa thành huyết vũ, huyễn lệ như pháo hoa. Đáng giận, vương thiên vũ hét lớn một tiếng, hướng về phía thạch hạo giết tới. Mặc dù thủ đoạn của thạch hạo vô cùng thần bí, nhưng gã tin tưởng, thực lực của đối phương cũng không đến thế nào. Bằng không mà nói, hắn không phải có thể trực tiếp đem chính mình giết chết sao? Làm gì phải giết một chút tiểu nhân vật đâu? Chính là bởi vì, đối phương không cách nào lấy thủ đoạn như vậy tới giết chết chính mình. Vậy gã lại có sợ gì? Thạch hạo nghênh tiếp, cùng Vương Thiên Vũ kịch chiến. Banh, một quyền mà thôi, Vương Thiên Vũ liền bị đánh bay ra ngoài, về mặt sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép. Thạch hạo bậc 95, lực lượng tuyệt đối có thể áp chế đồng giáp tiên lục tinh, chỉ là hắn dù sao cũng không có nắm giữ quy tắc tiên cấp, bởi vậy cũng rất khó tạo thành tổn thương đối với Vương Thiên Vũ, bằng không mà nói, nếu thật là đồng giáp tiên lục tinh đánh nhị tinh, vậy không nói miểu sát cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thạch Hạo lấy pháp tướng tinh hà quấn quanh ở trên nắm tay, cái này sung làm hộ thuẫn, cho nên, lần này tay của hắn cũng không có thụ thương. Vương Thiên Vũ đứng vững bước chân, sắc mặt lại là không ngừng mà biến hóa. Lực lượng trên lục tinh A, chỉ một kích liền đem gã đánh bay. Chỉ là kỳ quái là, đối phương cũng không có dùng tới quy tắc tiên cấp, phải biết, quy tắc tiên cấp mới là đại sát khí, bằng không mà nói, trong cơ thể gã có quy tắc thanh đồng, đả kích thuần lực lượng này căn bản không thể gây thương tổn được gã. Nhưng, những người khác lại không hiểu, chỉ thấy Vương Thiên Vũ bị đánh bay, tự nhiên từng cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Thiên Vũ mặc dù bị một kích đẩy lui, nhưng cũng không có bị thương gì, lập tức lại giết trở về. Oanh, gã dương động quy tắc thanh đồng, hóa thành một thanh quang kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém qua gã không biết thạch hạo vì cái gì mà không cần quy tắc tiên cấp nhưng cái này để gã thấy là một cái nhược điểm hiển nhiên mà là một cái võ giả hợp cách nếu ngay cả cái cơ hội này cũng không biết bắt lấy mà nói vậy gã thật sự là uổng phí tu luyện thành tiên quang kiếm chém tới không có gì không chém được gã kỳ thật càng muốn dùng tiên khí hơn đáng tiếc tiên kim quá chân quý quá hiếm thấy phóng mắt khắp toàn bộ hắc thủy tông cũng chỉ có tông chủ hồ lan mới có được tiên khí hơn nữa còn là do lão tổ tông truyền xuống, cũng không phải là do bản thân Hồ Lan chế tạo. Bởi vậy có thể thấy được, có được tiên khí có bao nhiêu khó khăn, chỉ khi nào có, tăng lên đối với chiến lược đó cũng là như hổ thêm cánh, tăng phúc kinh người. Thạch hạo không có ham chiến, trong tiểu tinh vũ, hắn có thể thuấn di, trực tiếp cắt đến sau lưng vương thiên vũ, một trường đánh vào trên lưng đối phương, bành, vương thiên vũ lại bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng chỉ là như vậy, thanh đồng tiên thể vẫn còn, tự nhiên vô hại, Thạch Hạo nhìn về phía những người khác của Hắc Thủy Tông, thản nhiên nói, muốn ám sát Thạch Hiếu, tội lỗi không thể tha thứ, các ngươi đều là phải bỏ ra máu tươi làm đại giá. Cái gì Thạch Hiếu, Thạch Hiếu là ai, tất cả mọi người rất mộng bức, bởi vì chuyện ám sát Thạch Hạo vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vạn nhất Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương, đây chính là thọc vào cái sọt cực lớn, cho nên, chuyện này chỉ có mấy người Hồ Lan biết. Thạch Hạo bây giờ có thể lấy sức một mình hủy diệt Hắc Thủy Tông sao? Hiển nhiên không được, tại tiên giới hắn giết đồng giáp tiên đó đã là chuyện vô cùng khó khăn hơn nữa một khi gặp được tồn tại từ lục tinh trở lên hắn còn không đánh lại chỉ có thể chạy cho nên chỉ có thể mượn thế hắn trước tiên đem chuyện này xào nóng như vậy truyền nhân tiên vương bị ám sát các thế lực khác còn có thể thờ ơ sao nói hưu nói vượn trong hắc thủy tông lại có một giọng nói vang lên tràn đầy vô thượng uy nghiêm sau đó liền thấy có người đạp thiên mà hiện lại là một vị tiên nhân Thạch Hạo cười nhạt một tiếng a, à, tông các người có cái đồng giáp tiên gọi là Nghiêm Tinh a. À. Chính là gã muốn hành thích Thạch Hiếu, đã bị bản tôn chém giết. Nói xong, hắn giơ tay, liền thấy một bóng người từ trống rỗng mà hiện, ném xuống đất. Người này ngửa mặt hướng lên trên, mặc dù trên trán có một cái lỗ máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ tướng mạo. Nghiêm Tinh, tất cả mọi người đều là nhận ra, đây là Nghiêm trưởng lão của bọn họ. Hắc thủy tông chỉ có hơn 20 tên tiên nhân, tự nhiên mỗi người đều là nhận ra. Trời ạ, à, gia hỏa này là nói thật, thời gian chân quý của các ngươi không nhiều, dám ám sát Thạch Hiếu, toàn bộ tiên vực đều không có nơi dung thân cho các ngươi." Thạch Hạo nói ra, lập tức quay người rời đi. Hưu hưu hưu, hắn thuấn di tại trong tiểu tinh vũ, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền phi thăng nhập không, sau đó đi vào tiên cư, trực tiếp bẻ gãy khả năng bị người truy tung. Lần này, Hắc thủy tông lộn xộn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy vị lão trưởng lão lâu đời liên hợp lại, hướng phía hồ lan tiến hành chất vấn nghiêm tinh là người của hồ lan điểm ấy ai cũng là rõ rõ ràng ràng cho nên chuyện này hồ lan tuyệt trốn không thoát quan hệ hồ lan còn thủ khẩu như bình nhưng hồ đường lại là cái bao cỏ thế mà lựa chọn chạy trốn kết quả còn không có ra khỏi sơn môn liền bị bắt tại trận ép hỏi ra mọi chuyện cần thiết sau đó tất cả trưởng lão đều chấn kinh chơi ạ à, hai cha con này điên rồi lại dám hành thích truyền nhân tiên vương lúc này tất cả trưởng lão liền muốn cầu phụ tử Hồ Lan phụ trách cho chuyện này, tự sát để bảo toàn Hắc Thủy Tông, bằng không mà nói, căn bản không cần vị trên quần tinh chi đỉnh kia tức giận, thiên thủy các liền sẽ xuất thủ trước, đem Hắc Thủy Tông tiêu diệt. Tiên vương có lệnh, ở giữa từng cái thế lực trong vực không được tùy tiện gây hấn, mà cho dù từng cái thế lực dưới tay đều sẽ định kỳ cống lên, nhưng lấy đi một bộ phận lại có thể so sánh cùng chiếm toàn bộ thành của mình sao. Cho nên, thiên thủy các còn ước gì thế lực dưới tay sẽ xảy ra chuyện, tiện cho lấy cớ, thừa cơ bình định, đem tất cả địa bàn, tài nguyên đoạt lại. Bởi vậy, Hắc Thủy Tông nhất định phải làm ra ứng đối trước tiên, bằng không mà nói, thiên thủy các tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. chương 1050, truyền nhân tiên vương thật. Tin tức truyền ra, Tam Đại Tông phản ứng cực nhanh, lập tức đánh ra cờ hiệu truyền nhân tiên vương không thể nhục, cử binh muốn lấy lại công đạo vì thạch hảo. Cùng một thời gian, thiên thủy các cũng là động lôi đình chi nộ, xuất động đại quân, muốn đem Hắc Thủy Tông bình định bất quá, Hắc Thủy Tông lại là tráng sĩ chặt tay. Bọn họ tuyên bố, đã giải trừ vị trí tông chủ của Hồ Lan, nhưng Hồ Lan đã mang theo con chạy trốn, Hắc Thủy Tông mặc dù ngăn cản, lại chỉ đem Hồ Đường chém giết tại chỗ, Hồ Lan bởi vì là đồng giáp tiên cửu tinh, càng có tiên khí nơi tay, đã để lão thành công đào thoát. Từ đó về sau, Hắc Thủy Tông cùng Hồ Lan thế bất lưỡng lập, chắc chắn không tiếc đại giới đem Hồ Lan truy nã, trả cho Thạch Hạo một cái công đạo. Phía dưới xử lý quả quyết như thế, Tam Đại Tông, thiên thủy các cũng không có lý do xuất binh nữa. tiên vương có lệch, không có lý do mười phần, không được khai chiến. trước đó hắc thủy tông cùng tam đại tông đánh kịch liệt như vậy là bởi vì mò tiên thạch có quan hệ lợi ích, không thể không tranh, không thể không chiến. đây là một cái lý do mười phần, nhưng còn bây giờ thì sao? dù sao hắc thủy tông đem hết thảy trách nhiệm đều là đẩy lên trên thân hồ lan, cùng hồ lan cũng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, thậm chí còn chém giết hồ đường, cái quyết tâm này biểu hiện còn chưa đủ à? bởi vậy Thiên Thủy Các, Tam Đại Tông cũng không thể không lui binh. Chuyện này tạm thời ngừng ở đây. Bất quá, bởi như vậy tương đương với nói Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông cũng đã thừa nhận thân phận truyền nhân Tiên Vương của Thạch Hạo. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì ám sát một cái trúc thiên thê nho nhỏ, liền muốn để một vị đồng giáp tiên cử tinh bỏ ra cái giá lớn như vậy? Mà nếu biết, lại có thể không có biểu thị gì sao? đương nhiên không được a. À. Thế là Hắc Thủy Tông đưa ra rất nhiều lễ vật chân quý, đây là bồi tội cho Thạch Hạo. Dù sao, sát thủ là do Hắc thủy tông phái ra, làm sao cũng thoát không được quan hệ này có đúng hay không? Nếu Thạch Hạo thật muốn giận dữ, vậy cho dù Hồ Lan chạy, vẫn có thể dùng binh đối với Hắc thủy tông. Dù sao cũng là truyền nhân Tiên Vương, quy tắc trong vực này đều là do Tiên Vương định ra, đương nhiên là muốn như thế nào thì làm thế đó. Thiên thủy các cũng đồng dạng không thể giả bộ như không biết, phái ra sứ giả, hướng phía Thạch Hạo đưa đi rất nhiều lễ vật. Thạch Hạo ai đến cũng không có cực tuyệt, thu sạch xuống dưới hắn lại không có đòi hỏi, các người muốn đưa, vậy ta liền thu tốt. Kể từ đó, thạch hạo kiếm được là bồn mãn bát giật. Hắn cảm ngộ quy tắc của tiên giới, tu vi bão táp. Phải biết, hắn có cối đá, có thể vô tận chuyển hóa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hiện tại được thiên thủy các, hắc thủy tông tặng cho nhiều bảo vật như vậy, cho nên chỉ cần cảm ngộ theo kịp, tu vi kia liền có thể bão táp. Thạch hạo cảm ngộ sẽ không kịp sao, hắn nắm giữ bản nguyên kinh, lĩnh ngộ quy tắc phàm cấp không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá thời gian hơn tháng, hắn liền đi tới bậc 98. Sau đó, bậc 99 là một đạo hạc, bậc 100 thì lại là một đạo hạc, về phần hắn có thể tải trên trăm giai đi ra bao xa, vậy thì thật là một bước một giai, hoàn toàn nhìn tạo hóa của hắn. Thạch hạo bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích bậc 99. Liên tiếp 5 ngày đi qua, hắn không có chút tiến bộ nào. Quả nhiên, bậc 99 là một cái chất biến, vẫn còn có chút khó khăn. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu, hắn ngừng tu luyện, sải bước đi ra ngoài. Trong sân, nhiều thêm một cái thân ảnh huyền chuyển, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng liền cho hắn đánh vào thị giác mãnh liệt. "Ngươi là ai?" Thạch Hạo hỏi, "Cái này tuyệt không phải là người của học viện, bằng không mà nói, tự tiện xông vào chỗ ở của người khác như thế, phải bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc." Nữ tử xoay người lại, lập tức, Thạch Hạo cảm thấy linh hồn nhận phải đả kích cường liệt hiện lên một loại cảm giác hôn mê thật đẹp, trời ạ, à, thế gian lại có nữ tử mỹ lệ như thế. dù thạch hạo cũng coi là thường thấy tuyệt sắc, thấy được nàng vẫn là dâng lên một loại cảm giác kinh diễm mãnh liệt. thu thủy vi thần ngọc vi cốt giống như tiên nữ, có một loại cao quý, yêu nhã không cách nào hình dung. ta nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi, ngươi là ai? ta là thạch hạo, thạch hạo cũng là cười một tiếng nữ tử áo trắng lắc đầu ta là hỏi một thân phận khác của ngươi một thân phận khác truyền nhân tiên vương thạch hạo nhìn nữ tử này cười nói ngươi khuya khoát chạy đến nơi này đối với ta hỏi lung tung này kia không cảm thấy giọng khách hát giọng chủ sao nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu nói cho ngươi một cái nhắc nhở ta họ ô sau đó thạch hạo hỏi nữ tử áo trắng tiếp tục nói hồng võ tiên vương liền họ ô a à, thạch hạo minh bạch xem ra hắn giả mạo truyền nhân tiên vương đã đem chính chủ kinh động đến. Cái này cũng có thể thấy được, tiên vương cùng truyền nhân của mình mặc dù ở quần tinh chi đỉnh, nhưng cũng không có chân chính siêu thoát, mà là từ đầu đến cuối vẫn chú ý đến tình huống bên trong vực. Thạch hạo mỉm cười, ta chưa từng có nói qua ta là truyền nhân tiên vương. Nhưng dù là người hữu ý hay vô ý, lại đang dẫn dắt những người khác nghĩ tới phương diện này. Nữ tử áo trắng vạch trần nói, thạch hạo giang tay ra, vậy ta liền không có biện pháp, người khác nghĩ như thế nào, đó là sự tình của người khác, Ta cũng không thể miễn cưỡng người nghĩ không phải liền có thể là không phải." Nữ tử áo trắng bật cười, người ngược lại là thật biết biện bạch. "Sự thật mà thôi." Thạch Hạo rất tùy ý nói, đối phương mặc dù là môn nhân hay là hậu đại của Tiên Vương, nhưng hắn lại là không có chút kính sợ nào, bởi vì tương lai hắn chính là người muốn vượt qua Tiên Vương. Nếu như đối mặt chính là Tiên Vương, hắn sẽ bảo trì tôn kính, nhưng vẫn là không có khả năng để hắn phát ra e ngại. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một chút, sau đó nói, nhiệm tình ngươi không có chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương, hơn nữa cũng không có làm cái chuyện xấu gì, cho nên, ta cũng không làm khó ngươi, chuyện này liền dừng ở đây, từ nay về sau, ngươi không được tiếp tục giả mạo truyền nhân tiên vương. Nàng nói, đây là xử lý cực kỳ rộng lượng, dù sao, Thạch Hảo cũng xác thực không có làm ác, cũng không có chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương. Thạch Hảo thì là đề nghị, không bằng, chúng ta hợp tác đi, tại toàn bộ tiên vực đánh một vòng gió thu, thu hoạch lấy được, chia ba bảy, người ba ta bảy. Nữ tử áo trắng nhíu mày, kém chút nhịn không được mà xuất thủ. Người tại sao không biết xấu hổ như vậy? Nàng thế nhưng là truyền nhân tiên vương chính tông, thật muốn đánh gió thu mà nói, còn cần hợp tác với người sao, hơn nữa nàng còn chỉ có thể có ba thành. Còn có, toàn bộ cái tiên vực này đều là tài sản riêng của tiên vương, cái gì gọi là làm tiền. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng run lên, tiểu tử trước mặt này tạc hoạt như vậy, sao có thể ra chủ ý ôi thiêu như thế? đối phương nhất định là đang nhạo báng chính mình người giỏi ngay cả truyền nhân tiên vương cũng dám trêu đùa bất quá nàng cũng dâng lên có chút cảm giác tươi mới bởi vì người nào gặp nàng không phải cung kính không gì sánh được từ nhỏ đến lớn nàng đều không biết nói đùa là cái thể nghiệm gì hiện tại nàng đã biết mặc dù có chút khó chịu nhưng lại để nàng muốn cười người cứ tự lo thân đi đừng để ta lại nghe được ngươi giả mạo truyền nhân tiên vương bằng không mà nói lần tiếp theo cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy nữ tử áo trắng hừ một tiếng, liền muốn đạp thiên rời đi. Nha, tiên nhân đấy, tiên tử xin dừng bước, thạch hạo kêu một tiếng, thấy nữ tử áo trắng có chút dừng lại, hắn lại hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng nhịn không được nước mắt, vùng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lướt đi. chương 1051, cản đường, tiểu thạch đầu, trình độ trêu gái của ngươi có tiến bộ A. Tử kim thử lẻn đến đầu vai của hắn, lấy khẩu khí của người có kinh nghiệm phong phú phẩm bình nói. Thạch hạo nhún vai, ta thế nhưng là người đứng đắn, người không cần nói xấu ta. Người vẫn không biết xấu hổ như thế thôi. Tử Kim thử cười nói, dù sao ngươi là hoàng đế thạch quốc, tương lai càng là vương của một vực, đế tôn thiên hạ, cưới nhiều thêm mấy cái phi tử cũng không có gì. Không tin, ngươi chạy tới quần tinh chi đỉnh nhìn xem, cái tiên vương nào không phải là có một đống hồng nhan chi kỳ. Được rồi, gia hỏa này ngay cả cái lưỡi tiên vương cũng dám nhai. Thạch hạo chỉ là cười một tiếng, trở lại trong phòng, tiếp tục tham ngộ hắn muốn trước khi xuất phát lên đăng tiên đài sông lên trăm giai tốt nhất là trực tiếp là ở trên đăng tiên đài trùng kích tiên cấp nghe nói sẽ có chỗ tốt khá lớn chỉ là thời gian đăng tiên đài mở ra tương đối có hạn mặc dù mọi người đều có ý nghĩ như vậy nhưng mấy trăm năm cũng khó có một người có thể làm được vừa ngộ này lại là thật nhiều ngày thời gian thạch hạo cuối cùng là thành công bước lên bậc 99. với hắn tới nói siêu cấp đỉnh cao nhất hoàn toàn không phải chỗ khó chỉ có trăm giai mới có chút phiền phức hiện tại khoảng cách với đăng tiên đài mở ra lần tiếp theo, chỉ có hơn 2 tháng. Học viện đã để người báo danh, thống kê nhân số tiến đến đăng tiên đài. Đi qua, không có đi qua, chỉ cần đạt tới đỉnh cao nhất của phàm cấp, đều là nhao nhau báo danh. Cảm ngộ một lần quy tắc tiên cấp, không có nghĩa là không thể lại cảm ngộ lần thứ hai. Trên thực tế, ít có người cảm ngộ một lần liền có thể đột phá, tỷ lệ này thật quá thấp, chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Phần lớn người, phải cảm ứng vài chục lần có thể đột phá, đây đã là sự tình rất đáng gờm, hoàn toàn không thiếu người phải sau vài lần mới dạo bước tiến lên tiên cấp, mà càng nhiều thì là đi mấy ngàn lần đều không có thành công, thọ nguyên hao hết, hóa đạo quy thiên. Thạch hạo cũng đi báo danh, cái gì, ngài cũng muốn đi, thấy thạch hạo tới báo danh, người phụ trách đăng ký một mặt chấn kinh, giống như gặp quỷ. Thạch hạo bật cười, ta không thể đi sao, thế nhưng là, ngài là truyền nhân tiên vương nha, người kia nói, nghe nói, đăng tiên đài chính là do tiên vương thành lập, vì chính là để cho người ta dễ dàng cảm ứng được quy tắc tiên cấp, bằng không mà nói, độ khó thành tiên sẽ cao hơn mấy trăm lần. Đã như vậy, người thân là truyền nhân tiên vương, còn cần cố ý chạy tới đăng tiên đài sao? Nhưng người kia lại tưởng tượng, đây là truyền nhân tiên vương bình dị gần gũi a. Người nhìn, hắn rõ ràng có đặc quyền, nhưng căn bản không cần, mà là muốn cùng mọi người đi lên trên đăng tiên đài cảm mộ quy tắc tiên cấp. Khó được a, thế lực tiên vương đều là cao cao tại thượng. Nhưng Thạch Hạo lại thân dân như thế, quá làm cho người ta bội phục. Người kia lập tức một mặt biểu lộ kính nể, để Thạch Hạo mười phần mộng bức, đây cũng là cái quỷ gì? Tin tức truyền ra, người khác sau khi nghe nói, phản ứng đầu tiên cũng là chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thạch Hạo tại sao lại muốn đi đâu? Nhưng là, bọn họ cũng lập tức minh bạch, đây là Thạch Hạo muốn cùng thế lực bình thường của Tiên vực hòa mình a. À? Hành vi thân dân như thế, nói rõ cái gì, Thạch Hạo chẳng những là truyền nhân Tiên vương còn có thể là vị tiên vương kế tiếp. Bằng không mà nói, Thạch Hạo cần gì phải từ tầng dưới cho từng bước từng bước một đi lên như thế đâu. Đây là tiên vương đại nhân đang khảo nghiệm hắn, cũng là đang bồi dưỡng hắn. Nghị luận như vậy truyền vào trong tai Thạch Hạo, để hắn cũng là không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ là rất bình thường muốn đi đăng tiên đài A, người nào muốn trở thành tiên không phải đến chỗ kia, cử động bình thường như vậy, thế mà bị các người giải đọc ra nhiều tin tức như vậy, thật sự là như bức A. Tùy các người nghĩ như thế nào đi, Thạch Hạo không quan trọng, hắn sẽ không chủ động giả mạo truyền nhân Tiên Vương, nhưng các người hiểu lầm hay không hiểu lầm, hắn liền không quản được nữa. Còn có gần 2 tháng, tất cả mọi người đều là nắm chặt thời gian tu luyện, càng nhiều thì là điều chỉnh trạng thái, nên tu luyện đã sớm tu luyện tốt, thời gian 2 tháng này lại có thể làm ra chỗ dụng võ gì? Nhưng Thạch Hạo lại là lòng tin tràn đầy, có gần 2 tháng, hắn hẳn là có thể xông lên cửa ải lớn trăm giai. Nhưng vào lúc này một tòa di tích cổ lại là đột nhiên xuất hiện. Di tích cổ song lâm, được xưng là nơi thí luyện mạnh nhất, chuyên chuẩn bị cho Trúc Thiên Thê, nghe nói, có thể cho Trúc Thiên Thê nâng cao một bước. Có người cắm ở bậc 98 thật nhiều năm, đang muốn từ bỏ mà đột phá thành tiên, lại tại sau khi tiến vào di tích cổ song lâm, đã thành công bước vào bậc 99, lấy thân phận siêu cấp đỉnh cao nhất xông lên tiên cấp. Kém một cấp, đối với chiến lược tương lai, độ cao có thể xông lên, lại có ảnh hưởng mang tính quyết định. Cái di tích cổ song lâm này mở ra không có chút quy tắc nào, có đôi khi cách 3 năm năm liền sẽ mở ra một lần, có đôi khi 300 hay 500 năm đều không có tin tức, mà thời điểm mở ra lần trước là hơn 50 năm trước. Cho nên, chưa ai từng nghĩ tới, di tích cổ song lâm thế mà lại đột nhiên mở ra. Nhưng mà, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy? Tiến thêm một bước A, à, tại Trúc Thiên Thê đánh xuống cơ sở càng thâm hậu, vậy chẳng những sông lên tiên cấp càng thêm dễ dàng, độ cao tương lai có thể chạm đến tại trên tiên cấp cũng sẽ càng thêm kinh người. Cho nên, vô luận là muốn thành tiên, hay là tương lai muốn trở thành liền cường giả, đều là đối với di tích cổ song lâm nhất định phải được. Hơn nữa, tính một chút thời gian, hành trình đi di tích cổ song lâm cũng chỉ mấy tháng, nhiều cũng nhiều không được mấy ngày, hoàn toàn không hề chậm trễ chuyện đăng tiên đài mở ra sau đó. Cho nên, người người đều là ý động, tam bạch học viện cũng không ngoại lệ, Lập tức xuất động tất cả trúc thiên thê, hướng về di tích cổ Song Lâm mà đi. Thạch Hạo cũng đi theo đám người mà đi, như một thành viên bình thường, thế nhưng là, những người khác lại thế nào có khả năng coi hắn là người bình thường đâu. Mỗi người đều là thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn Thạch Hạo một chút, có kính sợ, cũng có nịnh nọt, chỉ là Thạch Hạo quá mức lãnh đạm, để ai cũng không tới gần được, cho nên, bọn họ đều không muốn tự chuốc nhục nhã, càng sợ chọc giận Thạch Hạo, chỉ là nhìn xem, đều là không có lại gần. Sau đó, bọn họ sử dụng một lần truyền tống trận, nhưng di tích cổ Song Lâm nằm tại trong núi non trùng điệp, nơi đó cũng không phải truyền tống trận có thể đạt tới, tiếp xuống liền phải dựa vào hai cái đùi đi. Đám người hành tẩu ở trong núi, không phải tiên nhân thì không cách nào phi hành, bởi vậy tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Chuyến đi tới di tích cổ Song Lâm lần này, học viện phi thường coi trọng, do viện trưởng học viện tự mình dẫn đội, cái đồng giáp tiên ngũ tinh kia rất cường lực. Ông, một cỗ khí thế đột nhiên đẩy ra, lạnh lẽo không gì sánh được hả tất cả mọi người không khỏi dẫm chân xuống cỗ khí thế này thật là đáng sợ để bọn họ đều là phát lạnh trong lòng chúng ta chính là người của tam bạch học viện chỉ vì tiến về di tích cổ song lâm vẫn xin đạo hữu tạo thuận lợi viện trưởng lập tức cất giọng nói cái người đột nhiên phóng xuất ra khí thức lạnh lùng này chính là một vị tiên nhân lão chưa chắc là không cách nào địch nổi nhưng trách nhiệm chủ yếu của lão vẫn là phải bảo hộ an nguy cho tất cả các học viên cho nên lão liền không thể lỗ máng. Một người từ trong rừng rậm đi ra, một thân áo xanh, nhìn bộ dáng chỉ có hơn 50 tuổi, giữ lại sợi dâu, tự có một khí thế làm người sợ hãi. Nhìn người nọ, viện trưởng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, bật thốt lên, Hồ Lan. Cái gì, người này chính là Hồ Lan, đám người cũng là kinh hãi, đây chính là tiền nhiệm tông chủ của Hắc Thủy Tông, đường đường là đồng giáp tiên cửu tinh. T, chương 1052, tiên nhân truy sát. Ai có thể nghĩ tới, Hồ Lan rõ ràng đã đắc tội truyền nhân tiên vương, chạy án, lại đột nhiên xuất hiện. Lão là hướng thạch hảo quỳ liếm cầu xin tha thứ sao. Hồ Lan quét mắt qua viện trưởng, lộ ra vẻ khinh thường, bản tòa hôm nay chỉ giết một người, người ngoan ngoãn tránh ra. Bằng không mà nói, hôm nay nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Người muốn giết ai, trong lòng viện trưởng rõ ràng đã có đáp án, nhưng vẫn là hỏi một câu. Thạch, hảo, Hồ Lan nói ra từng chữ từng chữ, sát ý sôi trào. T, lão làm sao dám, tất cả mọi người là chấn kinh, người rõ ràng đã chạy trốn tính mệnh, hẳn là ẩn tính man danh mới đúng, vì cái gì còn muốn chạy đến. Thậm chí, còn muốn tiếp tục gây sự với truyền nhân tiên vương. Người đây là sống được không kiên nhẫn đến cỡ nào, nhưng hồ lan lại là cười lạnh, tất cả mọi người coi thạch hạo chính là truyền nhân tiên vương, nhưng lão lại biết người này là giả mạo. Bằng không mà nói, lão đắc tội truyền nhân tiên vương, còn có thể sống đến bây giờ sao? người khác tìm không ra lão nhưng tiên vương xuất thủ lão chỉ cần còn ở lại trong một vực này thì vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ bị tùy tiện bắt tới lão không có việc gì vậy nói rõ cái gì thạch hạo là giả mạo còn có thạch hạo chỉ là bản thân yêu nghiệt cộng thêm có một cái thiên tài siêu cấp đỉnh cao nhất làm tôi tớ cái này nói rõ đối phương là truyền nhân tiên vương sao đây không phải là đùa giỡn hay sao người khác cười lão quá điên cuồng lão cười người khác mắt mù hơn nữa chính là những người mắt mù này thế mà để lão sinh sinh vứt bỏ vị trí tông chủ của Hắc Thủy Tông, càng là chết mất đứa con trai độc nhất. Ngươi nói, lão có thể nhịn được khẩu khí này sao? Dù sao lão hiện tại đã là người cô đơn, đâu còn có cái cố kỵ gì. Thạch hạo, phải chết, tha thứ khó tòng mệnh, viện trưởng quả quyết từ chối. Tất cả mọi người ở nơi này có thể chết, duy chỉ có thạch hạo là không được. Truyền nhân tiên vương A, nếu là xảy ra chút sự tình, cái tiên vương kia tức giận, sẽ dẫn phát tai nạn bao lớn. Không phải do ngươi, hồ lan cười lạnh đã thả người giết tới đây lão hoàn toàn không có nghĩ muốn đi thuyết phục những người khác để bọn họ tin tưởng thạch hảo thật ra là một cái tên giả mạo có gì hữu dụng đâu lão còn có thể lại ngồi lên vị trí tông chủ của hắc thủy tông sao nhi tử có thể sống lại sao cho nên lão chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là chém giết thạch hảo thay nhi tử báo thù xuất khí cho chính mình rất đáng hận a à, lão đường đường là đồng giáp tiên cửu tinh thế mà bị một cái trúc thiên thê kéo xuống ngựa đến để lão làm sao có thể tiếp thụ. Thạch hạo không chết, lão suy nghĩ không thông suốt, sẽ hậm hực mà chết. Oanh, viện trưởng vội vàng ninh tiếp, nhưng chỉ là một kích, lão liền bị đánh bay. Cửu tinh đối với ngô tinh, đây chính là nghiền ép bốn cái tiểu cảnh giới, huống chi bắt đầu từ thất tinh, thực lực tiên nhân là một tinh một cái cấp độ, chênh lệch quá xa. Cho nên, ngô tinh làm sao có thể đủ để cản cửu tinh. Hồ Lan cơ hồ không có chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, hướng về phía thạch hạo giết tới lão hẳn là còn có một thanh tiên khí, nhưng căn bản khinh thường vận dụng, giết một cái trúc thiên thê nho nhỏ, chiến lực cửu tinh còn chưa đủ à. Lại nói, tự tay đem thạch hạo chụp chết, lúc này mới đủ hả giận. Đồng giáp tiên cửu tinh giết tới, thạch hạo lấy cái gì để cản. Bất quá, đám người đều là không lo lắng, thân là truyền nhân tiên vương, thạch hạo đâu có thể nào dễ dàng bị đồng giáp tiên cửu tinh giết như vậy đâu. Chính là ông Nam Tình, đám hộ vương đội tổng an dân cũng là không chút nào lo lắng, bởi vì thạch hạo có được tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn, ngươi là đồng giáp tiên cửu tinh thì như thế nào? Ngọc tiên cũng có thể cản, thạch hạo cũng không có lập tức vận dụng tiên cư, không thể gặp được vấn đề gì liền nghĩ dùng tiên cư, cứ thế mãi, sẽ để cho ý chí chiến đấu của hắn mất đi từng chút xíu, phát lên tính ỉ lại quá lớn. Tiểu tinh vũ mở ra, hắn thuấn di, oanh, hồ lan một kích thất bại, nhưng chỉ là kém một tia mà thôi. Đồng giáp tiên cửu tinh, thật sự là quá mạnh. Dù Thạch Hạo hiện tại bước vào bậc 99, nhưng về mặt sức mạnh cũng không cách nào địch nổi, huống chi còn muốn tăng thêm quy tắc tiên cấp. Ừm, Hồ Lan phát ra thanh âm kinh dị, một kích này lão thấy là nhất định phải được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại bị Thạch Hạo tránh khỏi. Thuấn Di, làm sao có thể, đừng nói Trúc Thiên Thê không cách nào làm đến, chính là lão cái đồng giáp tiên cửu tinh này cũng không thể đi. Nhưng Thạch Hạo lại cho thấy năng lực như vậy, nói rõ cái gì. Thạch Hạo có được thủ đoạn vượt xa đồng giáp tiên. T. Hồ Lan Nguyên bản chắc chắn, Thạch Hạo không thể nào là truyền nhân tiên vương, bây giờ lại là dao động. Nếu không có tiên vương tiên nhân, làm sao có thể nắm giữ thủ đoạn như thế đâu. Nhưng bây giờ, lão đã là tên đã trên dây, lại là không phát không được. Giết, lão hướng về phía Thạch Hạo đuổi theo, một bên bổ trưởng, xoát, trưởng kinh quấn quanh lấy quy tắc thanh đồng, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo lại dương động thuấn di, trong tiểu tinh vũ, hắn như thần minh, tại đông, tại tây, ở trên, ở dưới, hoàn toàn chỉ ở trong một ý niệm. Mẹ nó, nhìn thấy thạch hạo rõ ràng không phải là tiên nhân, lại có thể lơ lửng ở trên bầu trời, rõ ràng chỉ là trúc thiên thê, lại có thể để một tên đồng giáp tiên cửu tinh bỗng đuổi tại sau lưng, tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả ra đầu. Không hổ là truyền nhân tiên vương, thủ đoạn này không có người nào có. Hừ, bản tọa muốn giết ngươi, ai cũng không cứu được. Hồ Lan lạnh lùng nói ra, lão cuối cùng là tế gia tiên khí. Thanh lôi long vương đao, Tiên kim quá hiếm có, chỉ khi nào chế tạo thành tiên khí, vậy uy lực cũng là vô tận, mặc dù đây chỉ là tiên khí thanh đồng, nhưng dù là đối với đồng giáp tiên cửu tinh mà nói, đó cũng là như hổ thêm cánh. Ông, Hồ Lan trong nháy mắt khôi phục tiên khí, cây đao này lập tức tách ra hào quang rừng rực, thân đao như rồng, trong một đao chém ra, ba ba ba, trong không khí tất cả đều là lôi đình màu xanh đang bạo tạc. Uy lực của mỗi một cái lôi đình bạo tạc này đều đạt đến cấp bậc cửu tinh, thậm chí càng mạnh hơn một chút như vậy, đủ để miểu sát đồng giáp tiên thất tinh. Phạm vi bao trùm này quá lớn, dù Thạch Hạo có thể thuấn di, nhưng ở trong tiểu tinh vũ, khắp nơi đều là lôi đình, để hắn trốn đến nơi đâu trốn như thế nào. Thạch Hạo đành phải thẳng tắp mà đi, xa xa rời khỏi Hồ Lan. Một bên chạy, một bên hướng về ông Nam Tình, bọn người Tòng An dân truyền âm, để bọn họ không nên dễ dàng vọng động, vẫn là theo cùng mọi người mà đi, hắn tự nhiên sẽ đi di tích cổ song lâm cùng bọn họ tụ hợp. Bọn người ông Nam Tình đều là yên tâm, thạch hạo còn có tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn, đồng giáp tiên cửu tinh người thật sự là một chút biện pháp cũng sẽ không có. Chỉ là bọn họ cũng là sinh sôi sát khí, Hồ Lan lại dám đổi giết vương của bọn họ. Đáng hận, tu vi của bọn họ vẫn là quá yếu, không cách nào bảo hộ được vương. Phải tăng tốc tu hành, những người khác trong học viện cũng lại yên tâm, nhìn xem, Trúc Thiên Thê đều có thể phi hành, cái này tất nhiên là thủ đoạn của tiên vương, mà có thủ đoạn của tiên vương hộ thân thạch hảo sẽ có khả năng có chuyện gì sao viện trưởng cũng là hy vọng như thế bằng không mà nói truyền nhân tiên vương chết ở trước mặt của lão vậy có phải muốn tiêu diệt cửu tộc mới có thể lắng lại cơn giận của tiên vương hay không đâu thạch hảo không ngừng thuấn di tại dưới trợ giúp của tiểu tinh vũ tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người nhưng hồ lan lại càng nhanh đồng giáp tiên cửu tinh hơn nữa lão còn chìm đắm tại cảnh giới này vô số năm tự nhiên đem chiến lược rèn luyện càng thêm cường đại Lão đang không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách mà từng đao chém ra, đưa cho Thạch Hạo uy hiếp cực lớn. "Ngóa, lão bất tử, chờ ta rảo bước tiến lên tiên cấp, liền lấy thủ cấp của ngươi." Thạch Hạo ở trong lòng thề nói, trăm dài cũng vô dụng, không nắm giữ quy tắc tiên cấp, muốn giết tiên nhân thật sự là quá khó khăn, huống chi là loại đồng giáp tiên cửu tinh như Hồ Lan này. Chương 1053, kinh sợ thối lui. Muốn bị đuổi kịp, Thạch Hạo cắn răng, hắn bỗng nhiên quay đầu, đánh ra một cái tinh không phong bạo oanh một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích liền hướng về hồ lan rót vào quang hoa trói mắt có thể để người ta trong nháy mắt biến thành mù loà dù là hồ lan đều có chút khó chịu không cách nào mở mắt nhưng lão thế nhưng là đồng giáp tiên cửu tinh lấy quy tắc tiên cấp tương hộ vẫn là một cái chớp mắt không nháy mắt hắn lại chém một đao hướng về phía sóng xung kích bổ tới soát một đao chém tới sóng xung kích lập tức bị đánh thành hai đoạn phân hướng về hai bên trái phải của hồ lan mà đánh tới tránh khỏi chính diện hồ lan dù là như vậy, năng lượng kinh khủng vẫn là để quần áo, tóc của Hồ Lan đều là phần phật mà múa. Mẹ nó, tiên khí như bức như vậy, Thạch Hạo cũng không phải không có nhìn qua Hồ Lan xuất thủ, biết bản thân lão cũng không có chiến lực mạnh như vậy, cho nên cái này hoàn toàn là uy lực khi tiên khí gia trì. Đi đi đi, Thạch Hạo đã không còn ý nghĩ chiến một trận, nếu như Hồ Lan không có tiên khí, vậy hắn còn có thể khiêng đỡ mấy chiêu, nhưng lại thêm tiên khí mà nói, vậy hắn còn muốn cứng rắn, liền thật sự là tự tìm đường chết sau mấy cái thuấn di thạch hạo trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư người từ từ tìm đi hồ lan đã thường thấy thạch hạo thuấn di cho nên lão căn bản không cho rằng thạch hạo là trốn vào trong tiên cư mà là lần này tiến hành khoảng cách thuấn di dài lão vội vàng triển khai tìm kiếm phạm vi lớn thần thức mở ra bao phủ một mảng lớn khu vực đáng tiếc lão cũng không có phát hiện gì làm sao có thể chứ hồ lan cũng không tin cho dù là thuấn di khoảng cách dài đó cũng là tương đối đâu có thể nào đến trình độ để lão đều là không tìm kiếm được. Nếu như lão biết Thạch Hảo có được tiên cư mà nói, vậy tìm kiếm từng tấc từng tấc đại địa, nói không chừng có thể đem tiên cư tìm ra. Dù sao lão cũng là tiên nhân a, à, dù không làm gì được tiên cư, nhưng cũng không đại biểu không cách nào phát hiện. Có thể do ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lão cho rằng Thạch Hạo chính là thuấn gì đi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện đào ba thước đất đi tìm, chỉ là không ngừng mà mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau thời gian một nén hương. Lão không thể không thừa nhận, là đã mất dấu Thạch Hạo. Lão Trần chờ một chút, lẩm bẩm nói, mục tiêu của tiểu tử này là di tích cổ Song Lâm, cho nên, chỉ cần bản tọa trông coi ở nơi đó, liền nhất định có thể đợi được hắn. Đến lúc này, lão đâu còn có đường rút lui có thể đi, dù Thạch Hạo thật sự là truyền nhân Tiên Vương, lão cũng phải đem đối phương giết chết, cùng lắm thì bồi mệnh. Thạch Hạo thì là du du nhàn nhàn đợi nửa ngày, sau đó ra khỏi tiên cư, tiếp tục đi đường. Một mình hắn liền tùy ý thẳng tắp tiến về di tích cổ song lâm, tính một chút thời gian, dù lộ tuyến của hắn trạch hướng, cũng phải nhanh hơn nhiều so với những người khác của Tam Bạch học viện, hơn nữa không phải thời gian một ngày hai ngày. Vẹn vẹn ba ngày sau, Thạch Hạo liền đi tới lối vào của di tích cổ song lâm. Vì cái gì di tích cổ này lấy song lâm làm tên? Chính là bởi vì tại lối vào của di tích cổ này là ở giữa hai tòa rừng cây, bao nhiêu năm qua đi, hai tòa rừng cây này vẫn y nguyên ngoan cường mà tồn tại, đã trải qua chỉ ít 10 vạn năm tuế nguyệt kéo dài. Lúc này, di tích cổ đã mở ra, ở giữa hai tòa rừng rậm, xuất hiện một cái cửa ánh sáng u ám, tại giữa vòng xoáy, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, có người đi vào, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Hồ Lan đã mất đi tung tích của ta, khẳng định sẽ ở chỗ này trông coi ta. Thạch hạo thì thào, bất quá, người thật có thể tìm được ta sao? Hắn cười một tiếng, đúng lúc, có một chi đội ngu tới, ngoại trừ lão giả dẫn đội là một vị tiên nhân ra, mặt khác đều là người trẻ tuổi có tu vi trúc thiên thê, Thạch Hạo cải biến hình dáng tướng mạo một chút, đi theo đội ngũ phía sau. Đám người trẻ tuổi trong đội ngũ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Thạch Hạo cũng không có dán lại quá gần, bọn họ liền cũng không có để ý. Chẳng lẽ, bọn họ còn sợ Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ hay sao? Đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức quét tới. Hồ Lan, lão thời khắc đều chú ý tới mỗi người, thậm chí mỗi một chi đội ngũ đến, bởi vì lão biết, Thạch Hạo cực có thể sẽ lẫn trong đám người. Hừ, muốn chết sao? Lão giả lính đội hừ lạnh một tiếng, đối với vị trí của Hồ Lan chính là một chỉ điểm tới. Oanh, lực lượng cùng quy tắc xen lẫn, hóa thành một đảo ánh sáng màu bạc, lấy tốc độ nhanh vô cùng hướng về phía Hồ Lan vào tới. Hồ Lan quá sợ hãi, không tốt, đá trúng thiết bản. Ngân Linh Tiên, đối phương vừa ra tay, Hồ Lan liền có thể xác định, đối phương chính là Ngân Linh Tiên, đối với lão chính là tuyệt đối nghiền ép. Lão không nói hai lời, trực tiếp chạy xa, nếu đối phương biết thân phận của lão, nói không chừng liền sẽ đem lão bắt lại đi tranh công. Không biết trời cao đất rộng, lão giả suy cái nói ra, cũng không có truy kích, dù sao đối phương chỉ là lấy thần thức nhìn trộm, cũng không có cử động tiến thêm một bước nào. Chi đội ngũ này tiếp tục đi tới, đi tới lối vào, lão giả liền thối lui đến một bên, đám người từng cái tiến vào. Lúc này, ánh mắt của lão giả nhìn chằm chằm đến trên thân thạch hạo, ánh mắt rất lạnh thấu xương. Lấy trí tuệ của lão, đương nhiên rất nhanh liền có thể đoán được, Hồ Lan đang lấy thần thức tìm kiếm, mà thạch hạo lại cùng bọn họ một bộ dáng lén lén lút lút cực có khả năng tên đồng giáp tiên trước đó kia chính là đang tìm kiếm thạch hạo hư dám coi lão làm tấm mộc ngươi thật đúng là gan to bằng trời không cho ngươi chút giáo huấn mà nói ngươi thật đúng là coi ngân linh tiên là có thể tùy ý để cho ngươi dựa thế sao thạch thiếu lão còn không có phát tác chỉ nghe thanh âm nhiệt tình vang lên liền thấy mấy tên thiếu nam thiếu nữ chạy nhanh tới đệ tử của thiên thủy các trước đó thiên thủy các phái người đưa lễ vật tới đồng hành liền có đám người trẻ tuổi như Kim Na, đều là hậu nhân của các chủ, hay các vị trưởng lão, dụng ý đương nhiên là muốn cùng truyền nhân tiên vương giữ gìn mối quan hệ. Đằng sau mấy người kia, đồng dạng có một lão giả cùng đi, xem như bảo hộ cho bọn họ. Lão giả trước đó kia không khỏi vẩy mày trắng một cái, lão nhận ra tên trưởng lão của thiên thủy các này, gọi là Bạch Đào, cũng giống như lão, đều là ngân linh tiên nhị tinh. Còn lão gọi ngư trạch chính là trưởng lão của Bách Trượng Nhai. Bạch Huynh, Lão dẫn đầu lên tiếng chào, Nguyên Lai là Ngư huynh, Bạch Đào cũng là chắp tay chào, mọi người cùng là Ngân Linh Tiên, hơn nữa đều là cùng một tiểu cảnh giới, Bạch Đào đương nhiên không dám thất lễ. Ngư trạch mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó hướng Bạch Đào cười nói, Thiên Thủy các lúc nào lại ra một cái tiểu bối ưu tú như thế. Ngư trạch đương nhiên nhìn ra được, Thạch Hạo chính là bậc 99, bình thường mà nói, chỉ có Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được môn nhân ưu tú như vậy. Bạch Đào thì là lắc đầu, ha 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 thiên thủy các chúng ta đâu thể nào bồi dưỡng đạt được thiên tài ưu tú như thạch thiếu vậy thạch thạch thiếu ngư trạch có chút mộng nếu nói bọn kim na gọi thạch hạo là thạch thiếu vậy còn khả năng bởi vì thạch hạo là hậu đại của các chủ thiên thủy các nhưng là ngay cả bạch đào ngươi cũng gọi như vậy sao coi như vuốt mông ngựa cũng không phải đập như thế a à, ngân linh tiên không cần mặt mũi sao bạch đào dường như nhìn ra nghi hoặc của ngư trạch lão lại cười ha ha một tiếng nói vị này là thạch thiếu thạch hạo truyền nhân tiên vương Phốc, ngư trạch lập tức liền phun ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức. "Uy uy uy, thật hay giả? Thế nhưng là, Bạch Đào có khả năng lầm sao? Cái này nếu đều có thể lầm mà nói, Thiên Thủy các về sau còn có mặt mũi đi ra ngoài lăn lộn sao?" Ngư trạch không khỏi hoảng sợ một trận, vừa rồi xém lại để cho để truyền nhân Tiên Vương chịu chút giáo huấn. Nguy hiểm thật, chương 1054, phối hợp qua cửa. Vì trở ngại mặt mũi, ngư trạch cũng không có hướng Thạch Hạo chào hỏi. Kêu cái gì thì tốt đâu? gọi thẳng tên của đối phương, khả năng trêu đến thạch hạo không cao hứng, nhưng gọi thạch hiếu đi. Lão kéo không xuống cái mặt mũi này a, à, cho nên, quyền đương không biết, thạch hạo hướng về hướng về phía bọn người kim na gật gật đầu, sau đó mọi người đều là cùng một chỗ bước vào lối vào của di tích cổ song lâm. Ông, lực lượng cổ quái dẫn dắt, thạch hạo chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, khi bước chân hạ xuống, đã là đi tới một địa phương khác. Tiếng thú gào liên tục, một đoàn chim chóc bay qua bầu trời, đen nghịt, quý đại ra một loại không khí khẩn trương. Thạch hạo nhìn hai bên một chút, bọn người kim na đã biến mất. Nói cách khác, lúc tiến vào, vị trí xuất hiện là ngẫu nhiên. Loại chuyện này, thạch hạo cũng coi là trải qua rất nhiều, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Còn có, nếu nơi này chỉ có thể để Trúc Thiên Thê tiến vào, tương đương với về tới phàm giới, mà tại phàm giới, thạch hạo còn có đối thủ sao? Mới vào đỉnh cao nhất, hắn cũng đã là vô địch, huống chi hắn hiện tại đã là bậc 99. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cử thế vô địch, thật có một loại tịch mịch khó tả. Hắn đi vào một hẻm núi, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền nghe thấy thanh âm xì xì ti vang lên, sau đó liền thấy một đầu cự mãng màu xanh xuất hiện, trên người nó có một cỗ khí đen quấn quanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn du động tới. Cự mãng này dài tới ngàn trượng, thô như giếng nước, chỉ thể hình liền có thể dọa chết người. Cự mãng há mồm, hướng về phía Thạch Hạo trực tiếp nuốt qua, căn bản không cần một chiêu quấn thân này. Thạch Hạo lắc đầu, đấm ra một quyền bành đầu cự mãng lập tức nổ tung thân thể cao lớn cũng lập tức đình chỉ động đậy đã chết triệt để nhưng mà một đợt vừa bình một đợt lại lên chỉ gặp lại là một đầu cự mãng màu xanh từ trong hẻm núi đi ra đồng dạng đều là khí đen quấn quanh toàn thân để nó trở nên càng thêm dữ tợn bành lần này thạch hạo căn bản không có chờ nó cắn qua đến trực tiếp một quyền từ xa đánh tới đầu cự mãng màu xanh kia liền bị oanh bạo thạch hạo một đường đi mà một đường cũng có đại lượng cự mãng màu xanh giết ra tới. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, hẻm núi tuy dài, nhưng những cự mãng màu xanh này cũng quá lớn a, làm sao dung hạ được số lượng nhiều như thế. Nhưng là, hắn cũng không quan tâm, giết là được. Bang bang bang, hắn vung ra từng quyền, cự mãng màu xanh cũng là từng đầu chết đi, đừng nói phản kích, chính là có thể cản hắn một kích cũng đều không có. Lực lượng của hắn đã nghiền ép đồng giáp tiên lục tinh, nếu không có tu ra thanh đồng tiên khu, thì dựa vào cái gì cản công kích của hắn. Những cự mãng màu xanh này tất cả đều là cấp bậc trúc thiên thê, thực lực thì là cao thấp không đều, đã có mười mấy cấp, cũng có hơn cấp 90, nếu không phải thực lực của Thạch Hạo mạnh đến nghịch thiên, chính là đỉnh cao nhất của phàm giới tới, cũng phải chật vật không chịu nổi, nói không chừng đã sớm quay đầu chạy trốn. Phía dưới đỉnh cao nhất coi như xong, xông vào chính là chịu chết. Thạch Hạo không lo lắng cho bọn người tòng an dân, những người này đều là bậc 99, chỉ cần ổn một chút, từ từ tiến lên cũng là có thể tìm người liên thủ, xông qua hẻm núi này cũng không khó khăn. Chỉ là ông nam tình liền khó khăn, nàng vừa mới nhập vào Trúc Thiên Thê, nếu ngạnh sấm mà nói. Kết quả sẽ rất hỏng bét, cô nàng này vì đuổi theo cước bộ của hắn, tuyệt đối sẽ mạo hiểm A. Chỉ là, hiện tại Thạch Hảo cũng không ra được tìm được đường trở về sao. Hắn chỉ có thể hy vọng, ông Nam Tình có thể bảo trì lý trí, hay là có thể cùng bọn người tòng an dân truyền tống đến cùng một cái khu vực. Thạch Hảo đi cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là nửa ngày mà thôi, hắn liền đi ra khỏi hẻm núi, trong lúc đó căn bản không cần bất luận cái nghỉ ngơi gì, bất kỳ cái địch nhân gì đều là một quyền diệt, cần nghỉ ngơi làm cái gì. Đằng sau hẻm núi, thì là xuất hiện một tòa cung điện, 10 phần đột ngột, cứ như vậy đứng ở đó, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Thạch hạo đi tới, chỉ thấy cung điện phía trước có không ít người. Những người này quét nhìn thạch hạo một chút, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ không biết thạch hạo, nhưng bọn họ đều là từ trong hẻm núi giết ra tới, tự nhiên biết có thể đến nơi đây, lại cần thực lực như thế nào. Phải biết, di tích cổ Song Lâm mở ra cũng không có bao lâu, mà bọn họ thì là một nhóm tiến vào nơi này sớm nhất, tới cũng không có bao lâu, cho nên chiến lực của người này tuyệt không tại phía dưới bọn họ. Thế nhưng là, thiên tài giống như bọn họ vậy, cái nào không phải là do thế lực cấp Ngọc Tiên bồi dưỡng ra được. Nếu không được cũng là Kim Nguyên Tiên, tự nhiên từng cái đều là nổi tiếng một vực, thế nhưng là Thạch Hạo với bọn họ mà nói lại là lạ lẫm không gì sánh được. Cái này kỳ quái a, à. bất quá, cũng không có người để ý, giết tới nơi này thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể càng thêm ưu tú so với bọn họ sao? Thạch Hạo đi ra phía trước, những người này rõ ràng đã tới đây, vì cái gì lại không đi vào đâu? Đại môn không có mở ra sao? Hắn nhìn một chút, phát hiện đại môn thật ra là mở ra, chỉ là bởi vì quy tắc đặc thù mới khiến cho những người này ngừng chân tại đây. Cái quy tắc gì, muốn thông qua tòa cung điện này, nhất định phải có hai người hợp tác. Hợp tác ra sao đâu, một người là giáp, một người là ất, sau khi tiến vào trong cung điện, giáp sẽ có được một đoạn nhắc nhở, sau đó tại trong một trăm thức võ kỹ lấy ra một thức, giao cho ất tới tu luyện, mà ất nhất định phải tại trong thời gian một nén hương học được, cùng sử dụng để đối phó với địch nhân từ chỗ sâu trong cung điện đi ra. Vô luận là giáp lựa chọn võ kỹ không đúng, hay là ất học không xong, đều sẽ để hai người cùng một chỗ bị đào thải ra ngoài. Chính là bởi vì có dạng thiết lập này mới khiến cho những người này đều là chậm chạp không có hành động. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền muốn cáo biệt hành trình di tích cổ lần này. Khảo nghiệm này cũng không phải chỉ có một mình, chẳng những yêu cầu giáp có được nhãn lực cực kỳ cao minh, còn muốn cầu ất có được năng lực học tập siêu cường, hai người phối hợp nhất định phải thiên y vô phùng, nếu không liền chỉ có thất bại. Bởi vậy, tất cả mọi người là đang tìm kiếm lẫn nhau, xem ai là người thích hợp nhất với chính mình. Thạch hạo khẽ nhíu mày, một mình hắn thì khẳng định cái gì cũng mặc kệ, đã hướng vọt vào bên trong, nhưng còn lại phải tìm một cái hợp tác, đó chính là cái vấn đề. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ tuyển vị trí giáp, bởi vì nhãn lực của hắn tuyệt đối rất cao minh, như vậy, người hắn tìm kiếm, có thể tại trong thời gian một nén hương hoàn thành học tập chiêu thức cùng vận dụng hay không đâu. Thạch Hạo quyết định chờ, bọn Tòng An dân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, chiến lực bậc 99 tuyệt đối có thể đả thông hẻm núi. Ông Nam Tình hẳn là đủ, cho nên 23 người bọn tổng an dân, lại thêm hắn, vừa vặn là 24 người, tạo thành 12 cái đội ngũ, hoàn toàn không lãng phí. Thế là, hắn cũng lười đi dò xét năng lực của người khác, liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bằng hữu người am hiểu cái gì, nhưng rất nhanh liền có người tới, hướng về phía hắn hỏi, sức phán đoán, hay là lực chấp hành. Thạch hạo lắc đầu, ta đang chờ người, cho nên, người đừng quản ta am hiểu cái gì, chắc chắn sẽ không hợp tác cùng ngươi. Người kia lộ ra một vẻ tức giận xấu hổ, nói: "Ngươi thật đúng là cuồng ngạo, coi như ngươi không hợp tác cùng ta, vậy trả lời ta một chút thì như thế nào, cần kiêu ngạo như vậy sao?" Thạch Hạo kinh ngạc, "Thứ nhất, ta có nghĩa vụ nhất định phải trả lời ngươi sao? Thứ hai, ta rất ngông cuồng sao? Ngữ khí của ta rất bình thản, hơn nữa cũng nói cho ngươi biết, ta đang chờ người, sẽ không tổ đội cùng những người khác." Trả lời như vậy, người còn không hài lòng. Chương 1055, làm không biểu lộ Thạch Hạo lắc đầu, mặc kệ gã. Hừ hừ, thật đúng là cuồng vọng a. À. Người kia cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Gã gọi là Triệu Hải Nguyên, là đệ tử của Kim Nguyên Tiên, có thể giết tới nơi này cũng không phải là do tu vi của gã đủ cao, đạt đến siêu cấp đỉnh cao nhất, mà là gã mang theo đủ số lượng cường lực phù, có thể cho gã có được chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất. Gã thấy Thạch Hạo tất nhiên cũng giống như mình, cho nên nếu khai chiến mà nói, bọn họ liều liền không phải thực lực mà là số lượng cường lực phù cũng chính là nội tình nói đến nội tình triệu hải nguyên thật sự là tuyệt không sợ sư phụ của gã là hàn tiêu sinh có danh xưng kim nguyên tiên mạnh nhất mặc dù đây nhất định là khoa trương nhưng có thể thu hoạch được dạng thanh danh tốt đẹp này cũng nói lên hàn tiêu sinh cường đại dạng kim nguyên tiên này nội tình sẽ khủng bố cỡ nào cho nên liều tài lực mà nói triệu hải nguyên đương nhiên là tuyệt không sợ không cho ngươi chút giáo huấn ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng triệu hải nguyên cười lạnh một quyền hướng về phía thạch hạo đánh tới thạch hạo cảm thấy kỳ quái song phương rõ ràng không có bất kỳ cái ân oán gì chỉ là ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi mà thôi cái này thành tội ác cùng cực rồi sao tại trong di tích cổ thám hiểm tầm bảo ngươi ngược lại thật sự là là rảnh đến hoảng vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền lên gây hấn ngươi sống đến lớn thế nào vậy thạch hạo lập tức giật mình đây chính là tiên giới a tu đến trúc thiên thê lại cần tốn mấy năm nào giống như phàm giới từng cái đều là đã trải qua vô số khó khăn chắc trở, kinh nghiệm lão đạo như thế nào loại thanh niên tiên giới này có thể so sánh. Oanh, Triệu Hải Nguyên đánh tới một quyền, Thạch Hạo một quyền đáp lễ, Banh, lập tức liền đem Triệu Hải Nguyên đánh cho lui trở về. Bất quá, hắn nghiêm ngặt khống chế lực lượng, ép đến bậc 99, bằng không mà nói, dưới một kích này Triệu Hải Nguyên liền muốn cúp máy. Triệu Hải Nguyên trượt lui mấy chục trượng, gã hừ một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ, vừa bắt đầu liền dùng cường lực phù bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có. Gã móc ra vài lá bùa, vừa hướng trên thân kề sát, ông, lá bùa phát quang, khí tức của gã lập tức tăng vọt lên mấy cái bậc thang. Gã vốn là bậc 97, hiện tại thì là sông lên bậc 99, biên độ tăng lên cực kỳ kinh người. Đến, gã lao đến, lại là một quyền đánh phía thạch hạo. Bành, 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 thạch hạo cùng gã đối oanh, lại chỉ là đem lực lượng áp chế ở cấp độ bậc 99, để tràng diện trở nên 10 phần rằng co oanh 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 hai người không ngừng mà đối oanh kịch liệt không gì sánh được bất quá chỉ là một hồi lá bùa trên người triệu hải nguyên liền phai nhạt xuống gã không thèm để ý chút nào lại móc ra vài lá bùa hướng trên thân vỗ duy trì chiến lực không ngã xuống người đứng xem rõ ràng bốn phía người quan chiến đều là lộ ra vẻ kinh ngạc không thấy thạch hạo bổ sung cường lực phù a à. chẳng lẽ không thể nào bọn họ đều là lắc đầu một vực to lớn khó mà tưởng tượng chính là đồng giáp tiên đến cuối đời cũng rất khó đi ra ngoài, nhưng có thể giảo bước tiến lên siêu cấp đỉnh cao nhất, căn bản là môn nhân của Ngọc Tiên, ai sẽ chưa nghe nói qua. Cũng chính là như vậy, phong thái lấm trước đó mới có thể treo giá, ít nhất cũng phải bị thế lực ngân linh tiên mời chào mới đi qua. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp đỉnh cao nhất hoàn toàn xa lạ, tự nhiên để cho người ta khó mà tưởng tượng. Hẳn là đem cường lực phù giấu ở phía dưới quần áo. Ừm, sớm liền trói kỹ, số lượng rất nhiều cái này còn gọi là trận chiến thực lực sao? Rõ ràng là trận chiến tiên thạch, cường lực phù mặc dù là cho Trúc Thiên Thê sử dụng, thuộc về phàm cấp, nhưng, bởi vì thật nhiều môn nhân của Kim Nguyên Tiên, thậm chí Ngọc Tiên đều mười phần ưa thích dùng thứ này, dẫn đến giá cả của cái đồ chơi này cũng một đường bão táp, thậm chí đến tình trạng cần dùng tiên thạch mới có thể mua sắm. Cho nên, Triệu Hải Nguyên cùng thạch hạo liều dĩ nhiên chính là tiên thạch. Cách một đoạn thời gian, Triệu Hải Nguyên liền bổ sung một lần cường lực phù, nhưng dù gã tài đại khí thô, cũng không có khả năng cất giấu vô tận cường lực phù ở trên người, sau mấy chục lần, gã lại muốn từ trong linh khí không gian lấy cường lực phù bổ sung thêm, lại là biến sắc. Gã chỉ móc ra được 3 tấm, không có, cũng chỉ còn lại có 3 tấm cuối cùng này, nhưng nghĩ muốn để chiến lực sông lên bậc 99, gã một lần liền muốn dùng tới 5 tấm cường lực phù. Hiện tại mà nói, chiến lược của gã đã vượt qua bậc 98, nhưng khoảng cách với bậc 99 lại chênh lệch rất nhiều. Làm sao có thể Gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, so đấu tài lực, gã thế mà lại bại bởi Thạch Hạo. Gã chính là đệ tử của Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, có thể tại trên tài lực áp đảo gã, hẳn là chỉ có môn nhân của Ngọc Tiên. Thế nhưng là, Ngọc Tiên cũng liền chỉ có số lượng như vậy, mà môn nhân còn tại cấp bậc Trúc Thiên thê càng là không nhiều, gã cơ hồ cái nào cũng đều nhận ra a. À. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra a? À. Thạch Hạo mỉm cười, cường lực phù sử dụng hết rồi. Triệu Hải Nguyên cắn răng, ta sử dụng hết ngươi hẳn là cũng không còn mấy chương. Thạch hạo ồ lên một tiếng, là ai nói cho ngươi, ta dùng cường lực phù. Hắn buông phong tỏa ra, khí tức bậc 99 lại cực kỳ rõ ràng. Tu luyện tới bậc 99, cùng lợi dụng cường lực phù sông lên bậc 99, tại trên khí tức là có khác biệt rõ ràng, chỉ là trước đó thạch hạo một mực phong tỏa khí tức, không ai cảm ứng được. Triệu Hải Nguyên trợn mắt hốc mồm, gã làm biểu lộ nửa ngày, kết quả đều là uổng công rồi. Nếu sớm biết Thạch Hạo chính là bậc 99 mà nói, gã căn bản sẽ không cùng đối phương khai chiến a. Chiến lực dựa vào cường lực phù để xông lên, có thể so sánh cùng chính mình tu luyện ra sao? Hơn nữa, cường lực phù có lúc dùng hết, lực lượng bản thân lại liên tục, lại gần như không cuối cùng a. Sắc mặt gã khó coi không gì sánh được, chỉ cảm thấy chính mình liền như là một tên hề, bị Thạch Hạo hung hăng trêu đùa. Chẳng những mất mặt mà lại mất tiền, nhiều cường lực phù như vậy a. Chơi vui a. Thạch Hạo cười nói, chỉ là bậc 97, hắn rỗi ngón tay liền có thể ấn chết, vậy thì có cái ý tứ gì đâu. Cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa với chơi đùa, từ tinh thần đến nhục thể, cho đối phương đã kích toàn phương vị. Triệu Hải Nguyên cắn răng, gã tin tưởng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng là truyền nhân của Ngọc Tiên, cho nên, gã vẫn là có cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ, gã chỉ có phần thối lui đến một bên, đánh rất răng cùng máu cũng phải nuốt xuống. Thạch Hạo lộ một tay như thế, lập tức để hắn thắng được độ chú ý cực lớn, thật nhiều siêu cấp đỉnh cao nhất chân chính đều là tới, cùng Thạch Hạo nói chuyện. Có thể hợp tác, cùng xông vào cung điện này hay không? Bất quá, Thạch Hạo đối với bất kỳ người nào cũng đều là giống nhau, chỉ nói chờ người, tự nhiên không có khả năng hợp tác với ai. Cái này khiến thật nhiều người đều là tức giận, người sâu cái gì mà sâu, nơi này cũng không phải chỉ có người một cái bậc 99, chỉ là mọi người để cho ổn thỏa, mới có thể muốn đem tình huống mỗi người thăm dò rõ ràng, làm ra lựa chọn tối ưu. Nơi này chính là không thiếu môn nhân của Ngọc Tiên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo đều là mang theo hàn ý. Nếu như về sau chứng minh, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân của Ngọc Tiên, vậy bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Thạch Hạo giết chết. Không có tư cách cùng bọn họ đứng ngồi ngang hàng, thế mà cũng dám ngạo mạn như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, đám người còn đang tìm kiếm đối tượng hợp tác của chính mình, nhưng ít người có phối đôi thành công, bởi vì có là giáp coi trọng ất, nhưng ất lại muốn cùng bính tổ đội, mà bính lại coi trọng đinh. Suốt cục, bọn tòng an dân tới, chương 1056, quỷ liếm, một hơi tới 24 người, đội hình này vẫn là tương đối kinh người, nhất là, 24 người này đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Tình huống như thế nào, đám người vội vàng nhìn kỹ, trong 24 siêu cấp đỉnh cao nhất này, thế mà chỉ có một người nhìn quen mắt. Phong thái lẫm, đúng, đây là môn đồ của một cái thế lực đồng giáp tiên, nhưng thiên tư thật sự là bất phàm, xông lên bậc 99, chính là có chút thế lực Ngọc Tiên đều là nghe nói qua tên của y, cũng nhìn qua hình ảnh ký ức của y. Như vậy, 23 người khác này là ai đâu? Bậc 99A, không có khả năng xuất hiện từ trong trống rỗng. Thạch thiếu, phong thái lấm cái thứ nhất xông lại, hướng về phía thạch hạo cung kính hành lễ. Quá như bức, bị đồng giáp tiên cửu tinh truy sát, thế mà vẫn còn tới trước bọn họ, không hổ là truyền nhân tiên vương. A, à, thấy cảnh này, tất cả mọi người là lấy làm kỳ, đây cũng là tình huống như thế nào. Thiên tài bậc 99, thế mà lại quỳ liếm. Ngoá, trên lý luận, bậc 99 nhất định là có thể thành tiên, hơn nữa chỉ cần từng có người tới dốc lòng chỉ giáo, tiền đồ tương lai sẽ bất khả hạn lược, chỉ ít, ngọc tiên là đều là có thể. Đương nhiên, chỉ là đều có thể, chưa hề nói nhất định sẽ thành, dù sao, cả đời ngọc tiên đủ để bồi dưỡng được mấy trăm cái siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng cuối cùng có thể thành tựu Ngọc Tiên lại có thể có mấy cái. Cực có khả năng, một cái cũng đều không có. Nhưng là, đi hỏi một chút các Ngọc Tiên đương kim trên đời, có mấy cái không phải từ bậc 99 đi tới. Chí ít 9 thành 9, ngẫu nhiên có một cái ngoại lệ, đó nhất định là đạt được Thiên Đại Tạo hóa, bổ xong cơ sở lúc trước, bằng không mà nói, mặc dù chỉ kém từng tia như vậy, nhưng muốn trùng kích cao phong tiên đạo, kém từng tia đều là không được. Cho nên, thiên tài có được vô hạn khả năng như vậy, thế mà lại quỳ liếm người khác. Cái này cái này cái này Quá hoang đường A, à. tất cả mọi người là lắc đầu, ấn tượng đối với phong thái lẫm trong nháy mắt đã hạ xuống đáy cốc. Thạch thiếu, 23 người tòng an dân hộ vương đội cũng toàn bộ đi tới, hướng về phía thạch hạo quỳ xuống một chân, cùng kêu lên. Loại thời điểm này, đương nhiên muốn cho thạch hạo mặt mũi. Điên rồi, tất cả mọi người đều là nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó tê cả ra đầu, thậm chí có thấy lạnh cả người. Phong thái lẫm một người quỳ liếm mà nói, vậy y khả năng bị mù, choáng váng đầu óc hồ đồ rồi, nhưng 24 cái siêu cấp đỉnh cao nhất toàn bộ đều quỳ liếm một người, vậy lại là cái tình huống gì? Chỉ có thể nói, thân phận Thạch Hạo cao đến mức để cho người ta chỉ có thể nhìn lên, bái phục. Trên đời này, lại có hạng người cao như vậy sao? Có, mỗi cái tiên vực đều có, chỉ ít là một cái. Truyền nhân Tiên Vương, T, không phải là thật sao? Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo không phải là truyền nhân Tiên Vương, còn có thể có giải thích khác sao? Người mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu như thạch hạo không phải truyền nhân ngọc tiên liền muốn đem hắn giết chết hiện tại từng cái đều là sợ không thôi may mắn không có xuất thủ thạch hạo xác thực không phải môn nhân của ngọc tiên nhưng con mẹ nó là truyền nhân tiên vương khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần vừa rồi nếu bọn họ xuất thủ khẳng định đã xong đời thậm chí thế lực sau lưng bọn họ cũng muốn lọt vào liên lụy chịu đả kích hủy diệt nghĩ tới đây bọn họ đều là đem đầu hạ thấp ngạo khí đã bị đánh đến không có thạch hạo không có biểu lộ thân phận cho nên bọn họ trở ngại mặt mũi không có khả năng đi quỷ liếm, nhưng đứng tại bên cạnh thạch hạo, bọn họ tự nhiên liền không có lực lượng. Triệu Hải Nguyên ở phía sau sợ, đồng thời càng có một loại cảm giác vinh hạnh. Nhìn, người trêu đùa ta, thế nhưng là truyền nhân tiên vương. Gã không những không cần mất mặt, thậm chí có thể coi như là ca tụng. Hiển nhiên, truyền nhân tiên vương đối với gã cũng không ác ý, bằng không mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất muốn giết gã sẽ có khó khăn gì. Hơn nữa, truyền nhân tiên vương còn cần để ý một cái kim nguyên tiên sao? Trên thực tế, Thạch Hảo cái gì cũng không có làm, coi như bởi vì thân phận hắn chuyển biến, để hành vi lúc trước của hắn đạt được lý giải hoàn toàn khác biệt của người khác. An dân, người cùng ta tổ đội, Thạch Hảo hướng phía tổng an dân vẫy vẫy tay. Vâng, tổng an dân lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng vô cùng thận trọng. Trách nhiệm trọng đại, vạn nhất bởi vì quan hệ tới y, để Thạch Hảo không thể thông qua khảo nghiệm của cung điện, vậy y sẽ chịu tội cả đời bọn triệu thiết phong thì là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tòng an dân ra hỏa này có thể hiệu lực cho vương quá ghen ghét y không được chính mình cũng phải càng thêm cố gắng mới được bọn họ nhao nhao phối đôi chuẩn bị xông vào cái cung điện này sau đó phong thái lẫm liền đáng thương không gì sánh được mà còn dư lại đường đường là siêu cấp đỉnh cao nhất thế mà không ai muốn nói đến buồn cười nhưng xác thực phát sinh phong thái lẫm cũng không có ghen ghét bọn tòng an dân so với y đã đi theo thạch hảo sớm hơn cho nên, luận đến thân sơ xa gần, y khẳng định là không kịp, nhưng không có quan hệ, y chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ đạt được Thạch Hạo trọng dụng. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cùng Tòng An dân cùng tiến vào cung điện. Sau khi hai người cùng đi vào, sau lưng lập tức tối đen, không thấy đường về. Hai người đều là không có để ý, tiếp tục đi tới. Đây là một đầu thông đạo thật dài, nhưng mười phần đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mà càng là không có nửa điểm lực lượng nguyên tố có thể mượn dùng, cho nên, Thạch Hạo cũng không có khả năng phát sáng, chỉ có thể sờ soạng mà tiến lên. Không sao, hắn có tiểu tinh vũ, ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Sau một chút thời gian, thông đạo đến cuối cùng, phía trước thì là xuất hiện hai đầu lối rẽ, phía trên một đầu lối rẽ, có một cái chữ giáp có chút phát sáng, phía trên một đầu khác thì là có chữ ất phát sáng. Đây là muốn phân phối nhiệm vụ, Thạch Hạo tiến vào thông đạo giáp, mà Tòng An dân tự nhiên tiến vào thông đạo ất. Lại đi một trận, Thạch Hạo liền tiến vào trong một gian thạch thất, ngoại trừ tiến vào thông đạo, còn có một cánh cửa có thể thông hướng nơi khác. Hiển nhiên, muốn hắn ở chỗ này lựa chọn một kỹ pháp, sau khi xác định, liền từ cánh cửa kia đi ra ngoài. Ông, một vệt ánh sáng hiển hiện, hóa thành hình người, sau đó hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo theo bản năng xuất thủ đánh trả, nhưng đó là ánh sáng, cũng không có thực thể, tự nhiên liền đánh hụt. Trong nháy mắt sau đó, đạo quang ảnh kia tái hiện, lại hướng về phía Thạch Hạo công kích qua, chiêu thuật giống nhau như đúc sau đó lại là lần thứ ba bất quá sau ba lần quang ảnh liền không lại xuất hiện thay vào đó trên tường xuất hiện từng quyển từng quyển sách nhỏ suy một ngọn nến bốc cháy lên tăng thêm ánh sáng cho gian phòng hiện tại có thể chọn lựa võ kỹ hơn nữa đây cũng không phải là không có hạn chế thời gian sau khi ngọn nến thiêu đốt xong thời gian của thạch hạo cũng đã dùng hết nhưng đối với thạch hạo mà nói chọn lựa võ kỹ lại cần bao lâu nếu không có hắn trước đó không biết 100 thước võ ký này đều là dạng gì, bằng không mà nói, hắn hiện tại liền đã có thể làm ra lựa chọn. Hắn bắt đầu lật xem, tốc độ cực nhanh, không 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 không, Thạch Hạo nhìn sau khi nhìn 37 cuốn sách nhỏ, rốt cuộc tìm được một bản phù hợp, nhưng cũng không phải là để hắn trăm phần trăm hài lòng. Cho nên, hắn bảo lưu lại quyền này, lại tiếp tục nhìn xuống. Bản thứ 53 đồng dạng cũng có thể, nhưng độ phù hợp cũng chỉ có chín thành. Lại tìm, Bản thứ 72 có thể, bản thứ 93 cũng tương tự có thể. Cuối cùng, Thạch Hạo hết thảy tìm được 4 bản, đối ứng với 4 thức võ kỹ, đều có thể hóa giải chiêu thuật của Quang Ảnh Nhân vừa rồi kia, nhưng là lấy bản đối ứng võ kỹ thứ 72 là thích hợp nhất. Liền cái này, chương 1057, đặc thù nhận biết. Thạch Hạo gật gật đầu, ba thức võ kỹ khác vẫn là tương đối có tính mê hoặc, không thể nói dùng cái này là không thể hóa giải công kích của Quang Ảnh Nhân, khác biệt ở chỗ trình độ hoàn mỹ. Trên thực tế, cho dù là môn võ kỹ mà Thạch Hạo chọn này cũng không phải là phù hợp trăm phần trăm, nhưng ở trong bốn môn võ kỹ, tương đối mà nói nó là thích hợp nhất. Hắn không chút do dự cầm lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng, trong nháy mắt đi ra cửa, hắn lại phát hiện, quyển sách trên tay của chính mình đã không thấy. Hắn lại là tiến vào một gian thạch thất, nhưng không có cái gì, cũng cái gì cũng không có phát sinh. Mà tại trong một gian thạch thất khác, suy một tiếng, một ngọn nến bắt đầu cháy rừng rực, mà bên cạnh cũng nhiều thêm một quyển sách nhỏ chính là bản mà thạch hảo trước đó đã chọn kia tòng an dân liền xếp bằng ở bên cạnh y một mực ngưng thần tĩnh tâm để cho mình ở vào trạng thái tư duy kỳ ảo nhất thấy sách xuất hiện y lập tức mở ra lật lên đây chính là một thức võ kỹ cho nên dù cho tăng thêm ảnh nền hết thảy cũng chỉ có bốn trang tòng an dân rất nhanh liền lật qua một lần sau đó nhắm mắt lại trong đầu ghi nhớ một chút sau đó một lần nữa mở sách lại nhìn một lần sau lần này, y liền đem sách nhỏ bỏ qua một bên. Trong đầu lần nữa qua một lần, tổng an dân liền bắt đầu đứng lên luyện tập. Một lần, hai lần, ba lần, y từ lạnh nhạt đến thuần thục, tiến bộ cực nhanh. Ngộ tính của y mặc dù không thể so sánh cùng Thạch Hạo, nhưng cũng là thiên tài trong thế hệ tuổi trẻ của phàm giới, ngộ tính đương nhiên kinh người. Ngọn nến thiêu đốt mới vượt qua kiểm tra, mà y đã hoàn toàn nắm giữ một chiêu này. Nếu như chỉ liên quan đến cá nhân y mà nói, vậy tòng an dân khẳng định đã dừng lại, tự tin chờ đợi khảo nghiệm đến, nhưng, ở trong đó còn dính đến thạch hạo, y cũng không dám khinh thường như thế. Y một lần lại một lần luyện tập, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hồi lâu sau, ngọn nến lóe lên, sau đó dập tắt. Lúc này, quang ảnh chấp động, hóa thành một quang nhân. Hưu, nó hướng về phía tòng an dân công kích qua. Tòng an dân lấy thức võ kỹ vừa rồi kia đón lấy, khi công kích của y đánh tới trên thân quang nhân, đùng, quang nhân lập tức vỡ nát. Chi, một cánh cửa không biết xuất hiện từ nơi nào, sau đó tự động mở ra. Tòng An dân đi ra ngoài, liền nhìn thấy Thạch Hạo đồng thời cũng từ trong một gian thạch thất khác đi ra, hai người lại đi mấy bước, liền đi ra khỏi cung điện. Bọn hắn bây giờ là tại một đầu cung điện khác, vượt qua kiểm tra, Tòng An dân có chút kích động, may mắn không làm nhục mình, không cho Thạch Hạo mất mặt, cũng không có làm hại Thạch Hạo dừng bước tại đây. "Làm rất tốt, Thạch Hạo khen, tạ ơn Thạch hiếu." Tòng An dân cung kính nói ra. Hai người đợi một trận, liền thấy mấy người triệu thiết phong cũng lục tục vượt qua kiểm tra, tranh lệch thời gian của bọn họ liền phi thường nhỏ, không sai biệt lắm chính là trong năm cái hô hấp, 22 người liền toàn bộ đứng ở trước mặt Thạch Hạo. Chỉ có phong thái lẫm vẫn còn chưa qua tới, y nha, Thạch Hạo liền mặc kệ, đám người tiến lên, 24 người bọn hắn tại trong di tích cổ này thật là đáng sợ, hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một mảnh xương mù lặng yên không một tiếng động đẩy ra, để tầm mắt đám người thu nhỏ, lại đi mấy bước, liền đã mất đi liên hệ của nhau. Bất quá, đây chỉ là giới hạn trong bọn người tổng an dân. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, trạng thái của tất cả mọi người đều là nằm trong tay hắn. A, à, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, có địch nhân xuất hiện. Từng bộ người gỗ, giống như có được sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Hưu, những người gỗ này lập tức phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo ra quyền, đem một bộ người gỗ đánh vỡ nát, nhưng hắn lập tức phát hiện có một loại đồ vật kỳ diệu tràn vào trong người, để hắn đối với thế giới này có một loại nhận biết siêu việt. A, à, đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà di tích cổ Song Lâm có thể để người ta tiến thêm một bước sao? Đương nhiên, chỉ là loại nhận biết hiện tại này là xa xa không đủ, nhưng theo Thạch Hạo đánh giết càng nhiều người gỗ, loại nhận biết này cũng đang không ngừng tăng cường. Sau khi phát hiện điểm ấy, Thạch Hạo quả quyết bỏ đi trợ giúp những người khác y nghĩ. Có thể có cảm ngộ rõ ràng hay không, chỉ có thể nhìn chính mình. Giống như bọn tòng an dân đều là bậc 99, nếu như có thể tiến thêm một bước, bước vào trăm giai, như vậy, bọn họ cũng sẽ sơ bộ có được chiến lược tiên cấp, tiến cảnh tương lai cũng có thể càng nhanh, cùng sông lên độ cao cao hơn. Ác chiến tiến hành, mỗi người đều đang đánh giết lấy người gỗ, tích lũy cảm ngộ cho mình. Trên thực tế, Thạch Hảo phải cẩn thận cẩn thận, đè ép chiến lực. Bằng không mà nói, hắn đem toàn bộ người gỗ xử lý, những người khác còn thế nào tích lũy loại nhận biết kia đâu. Được rồi, hắn vẫn là rời đi đi thạch hạo thét dài một tiếng một mình giết ra ngoài còn có đối thủ càng mạnh hơn hay không bành 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 hắn một đường oanh sát không có bất kỳ cái người gỗ gì có thể cản một chiêu của hắn bị hắn tùy tiện giết ra khỏi trùng vây phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá thạch hạo đi tới lúc này đã không có người gỗ lại hướng hắn công kích nhưng sau khi hắn đi vào rừng đá mê vụ liền cùng nhau biến mất sau đó liền bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ rừng đá này sống lại Từng cây cột đá đều là hóa thành hình người, sau đó dương nhanh múa vuốt, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo cùng một người đá đối oanh một cái, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, chiến lực của cái người đá này đã vượt qua bậc 99. Trăm giai, người gỗ là đỉnh cao nhất, ít có chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất, mà tới được nơi này, chiến lực của người đá trực tiếp báo tố lên trăm giai. Vậy sau đó, có càng mạnh hơn hay không? Chiến ý của Thạch Hạo không khỏi bốc lên, hắn phải biết cực hạn của mình ở đâu xong thạch hạo hướng về phía trước đánh tới bành 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 người đá chiến lược trăm dài thì như thế nào ở trước mặt hắn căn bản không phải là đối thủ hắn một đường nghiền ép căn bản không có đối thủ thời gian nửa nén hương cũng chưa tới hắn liền xông ra khỏi rừng đá mặc kệ nó tiếp tục đi tới hiện tại thạch hạo đã không thèm để ý tới chuyện đánh giết người gỗ người đá xong thì lấy được tăng lên nhận biết gì hắn chính là muốn biết chiến lược của mình mạnh đến cái tình trạng gì Nơi này có tồn tại gì có thể áp chế hắn hay không? Xong, một lúc sau, phía trước xuất hiện một cái hồ nước, phảng phất như do bạch ngân tạo thành, chẳng những màu sắc là trắng, hơn nữa còn hiện động lên ánh sáng của kim loại. Bang, 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 từng đạo bóng người từ trong hồ bắn ra, sau đó hướng về phía Thạch Hạo tấn công, toàn thân đều là hiện động lên ánh sáng màu bạc. Vậy, tạm thời liền gọi chúng nó là người bạc đi. Chiến lực của người bạc đều là phá trăm, hơn nữa khoảng cách rất lớn từ một trăm linh một giai đến một trăm linh năm giai đều có nhưng ở trước mặt thạch hạo y nguyên không đáng chú ý hắn một đường dã man trùng kích tất cả người bạc vẫn là chỉ có phần bị hắn đánh bay hắn xông qua ngân hồ lại hướng phía trước tiến lên liền thấy một tòa núi vàng vắt ngang ở phía trước ách lúc này hẳn là xuất hiện người vàng đi thạch hạo hưng phấn đến không được vọt thẳng đi lên oanh quả nhiên trong núi vàng chui ra ngoài từng người từng người người vàng toàn thân tản ra kim quang rực mắt khí tức đáng sợ lưu truyền, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch hạo đều là không dám khinh thường, chiến lực của những người vàng này hẳn là cất bước từ 106 giai, mà hạn mức cao nhất là 110 giai, bất quá, cái này chẳng những không có để thạch hạo phát lên ý sợ hãi, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Giết, chương 1058, trăm giai, thạch hạo giết tới, không quan tâm được mất, chỉ cầu thống thống khoái khoái một trận chiến. Bành bành bành, tại phía dưới hắn oanh kích, Từng người vàng đều là bị đánh bay, nhưng thể phách người vàng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bị thương nặng nhất cũng chỉ là đã nứt ra khe hở, nhẹ hơn thì chỉ là hơi hơi dẹp lún xuống dưới một chút. Mà Thạch Hạo bị những người vàng này phản kích cũng là rất khó chịu, có chút công kích không kịp cản, để hắn cũng ăn vào mấy quyền, có chút đau nhức. Phải biết thể phách của hắn thế nhưng là lấy cử tử thiên công luyện đi ra, những người vàng này tại dưới tình huống không có sử dụng quy tắc tiên cấp, lại có thể đánh cho hắn đau nhức, lực lượng này lại có được bao nhiêu khủng bố? Chiến lực phía trên trăm giai, thấp nhất là gần 110 giai, thật sự là khủng bố a. À. Nếu như những người vàng này lại phối hợp thêm quy tắc thanh đồng, một đám này lao ra mà nói, đủ để trong nháy mắt liền diệt bất luận một nhà thế lực đồng giáp tiên gì. Đau thì đau, nhưng là cũng quá sướng rồi. Thạch Hạo đã đấu qua cùng tiên nhân, thậm chí còn mài chết một cái, nhưng vậy quá không có ý nghĩa, không thể xem như đánh nhau cùng cấp, quá không công bằng. Hiện tại mà nói, giao chiến cùng người vàng, vậy thì thật là quyền quyền đến thịt quá sảng khoái. Ha ha ha, Thạch Hạo cười to, ở trong người vàng mạnh mẽ đâm tới, quên cả trời đất. Nhưng, lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn, nơi này có bao nhiêu người vàng, thậm chí đạt tới hơn 110 giai, lực lượng của người vàng đã không kém gì hắn, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực ứng biến còn có ưu thế ra, phương diện khác Thạch Hạo tuyệt không chiếm ưu. Cho nên, hắn tự nhiên cảm nhận được áp lực, hơn nữa còn là áp lực thực lớn. Thạch Hạo không có sử dụng tuyệt chiêu, chính là tại dưới áp lực như vậy mà cực khổ chống đỡ. Sau mấy trăm chiêu, Thạch Hạo không chịu nổi, bị đánh quá nhiều quyền, quần áo trên người đều là bị Sinh Sinh đánh nát, lộ ra từng cái động, mà thông qua những cái động này có thể nhìn thấy, làn da Thạch Hạo đã trở nên xanh một đoàn tím một đoàn, có nhiều chỗ thậm chí biến thành màu đen. Không được, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị Sinh Sinh đánh thành thịt nát. Dù người vàng sẽ kịp thời dừng tay, hắn cũng đã mất đi tư cách tái chiến mà hành trình di tích cổ song lâm sợ rằng cũng phải kết thúc không có cách thạch hạo đành phải vận dụng tiểu tinh vũ ông pháp tướng viên thạch vận chuyển như từng khỏa lưu tinh truy đang bay tứ tung thẳng đụng lực phá hoại kinh người đánh cho những người vàng kia mỗi một cái đều là bay tứ tung pháp tướng thái dương diệu chiếu phía dưới nhiệt độ hừng hực để thật nhiều người vàng đều là biến thành mềm nhún có xu thế hóa thành chất lỏng thạch hạo bắt đầu đại bạo phát cái gì hỏa phần thương khung cái gì chiến thần nhất chỉ hay là cửu tự chiến pháp có làm được cái gì cái gì hướng về những người vàng này ầm ầm mà đi hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là không thể thua hắn nhất định phải đánh bại tất cả người vàng trở thành tồn tại duy nhất đứng ở chỗ này khổ chiến ác chiến hết thảy kéo dài ba ngày thạch hạo lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể một đầu ngã quỵ xuống mà một bộ người vàng cuối cùng cũng là ầm vang ngã xuống đến tận đây trong kim sơn đã không còn người vàng xông tới nữa Thạch Hạo đặt mông ngồi trên mặt đất, hô 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 thở phì phò. Quá con mẹ nó mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, rất muốn nghỉ ngơi. Trên người hắn cơ hồ không có một khối thịt ngon lành, cả người đều là lớn hơn một vòng, đó là bị từng quyền sinh sinh đánh sưng. Hiện tại liền xem như bọn ông nam tình, Tử Kim thử chạy tới, Cam Đoan cũng không có khả năng nhìn một chút liền đem Thạch Hạo nhận ra. Thạch Hạo cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, trận chiến cùng người vàng này, để hắn thu được đủ nhiều cảm ngộ, hơn nữa mỗi khi đánh ngã một bộ người gỗ người đá hay là người bạc người vàng đều có thể để hắn thu hoạch được một loại nhận biết đặc thù tích lũy từng tia xuống lại đạt đến cái tình trạng gì thạch hạo cảm giác mình thật giống như chúa tể vô thượng sáng tạo ra thiên địa cái gì chân lý ở trước mặt hắn đều là nhìn một chút liền có thể nắm giữ đương nhiên đây là một loại ảo giác bằng không mà nói hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ quy tắc tiên cấp thậm chí trực chỉ đại đạo nhưng tại dưới loại trạng thái này hắn muốn đột phá trăm giai cũng không khó khăn. Đúng vậy, Thạch Hạo muốn lợi dụng cơ hội này trùng kích trăm giai. Nguyên bản kế hoạch của hắn là tại trước khi đi đăng tiên đài thì đột phá, nhưng bây giờ đã có cơ hội, làm gì không sớm một chút đâu. Vô tận cảm ngộ ngưng tụ, hóa thành một đạo giai đoạn mới trên đăng thiên thê. Bậc thứ 100, ông, toàn thân Thạch Hạo lập tức phóng thích ra quang mang, từng đạo khí thức kỳ diệu cũng đang cuộn trào mà ra, đó là khí thức vượt qua phàm cấp, nhưng lại không thuộc về tiên cấp trăm giai, một cái trạng thái hết sức kỳ lạ. Bậc 99, chính là cực hạn của phàm cấp, như vậy, vượt qua cấp độ này liền hẳn là tiên cấp, nhưng vấn đề là, Thạch Hạo còn không có nắm giữ quy tắc tiên cấp, trên lý luận, trước tiên cần phải nắm giữ quy tắc tiên cấp, tiếp đó dẫn động quy tắc tiên cấp rèn luyện bản thân, khiến cho thân thể cũng xuất hiện bay vọt về chất, hoàn thành bước vượt qua từ phàm đến tiên. Nhưng bây giờ lại là ngược lại, Thạch Hạo không có khả năng vận chuyển quy tắc tiên cấp, lại bởi vì bước vào trăm giai vẫn là đưa tới một loại chất biến. Thạch Hạo phát hiện, thể phách của chính mình rõ ràng lại mạnh hơn một mảng lớn, mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc thanh đồng tiên kim, nhưng cũng sẽ kém không quá lớn. Cái này chẳng những là bởi vì vượt qua trăm giai, cũng bởi vì hắn đã tu luyện cửu tử thiên công, bằng không mà nói, hắc ám nữ vương cũng đồng dạng cũng đã phá trăm giai, làm sao không thấy thể phách nàng ta có cường hoành như vậy đâu. Mười ngày sau, Thạch Hạo đầy máu phục sinh, chẳng những thương thế diệt hết, hơn nữa chiến lực đột nhiên có tăng mạnh, thể phách cũng đạp lên một cái giai đoạn mới. Nếu để cho hắn cùng chính mình trước đó giao thủ, hắn tin tưởng trong vòng 10 chiêu liền có thể chiến thắng. trăm giai a, có thể không nghiêu bước sao? Hiện tại vấn đề là, cực hạn của ta đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu giai? Thạch Hạo đứng lên, thì thào nói ra, hắn vừa nghĩ, vừa nhanh chân mà đi, tiếp tục hướng phía trước. Đằng sau người vàng, lại sẽ là gì chứ? Từ trên lý luận mà nói, hẳn là người ngọc a. Đi một trận, Thạch Hạo nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái hố to, khắp nơi đều có vết tích đào móc. Hắn nhảy vào, bành, bùn đất chui từ dưới đất lên, chỉ thấy một cái màu xanh biếc hình người xuất hiện, hướng về phía hắn đánh tới. a à, người phỉ thúy, ách, phỉ thúy cũng coi là ngọc đi, ân, tính toán. Thạch Hạo huy quyền đáp lễ, bành một chút, cái người phỉ thúy kia lập tức liền bị hắn đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. 110 giai, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đối với thực lực của người phỉ thúy đã có phán đoán. Bành, 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 buôn đất từng cái phá vỡ, nhảy ra càng nhiều người phỉ thúy, đồng thời còn có người toàn thạch, người bảo thạch, có toàn thân trong suốt, có thì là phản xạ ra ánh sáng ong ánh. Nam tình hẳn là sẽ rất ưa thích, thạch hạo ở trong lòng nói ra, thân hình thì là giết ra ngoài. Đồ sát thiên về một bên, những người ngọc này đều là đạt đến chiến lực 110 giai, nhưng cái này tựa hồ cũng là cực hạn, bởi vì lúc trước liền có người vàng đạt đến cấp bậc này, ở chỗ này cũng không có tăng lên, chỉ là toàn bộ sông lên độ cao này. Chẳng lẽ, 110 giai chính là cực hạn tuyệt đối của Trúc Thiên thế sao? Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên xuất thủ, lúc này hắn đã dảo bước tiến lên trăm giai, chiến lực khủng bố vô biên, dù tất cả nơi này đều là người ngọc 110 giai thì như thế nào, đều không là đối thủ của hắn. Chương 1059, cùng nhau phá trăm giai, tuyệt đối chân kinh. Bất quá gần nửa ngày, Thạch Hạo liền đem toàn bộ hầm mỏ quét một lần, không còn đối thủ nữa hắn tiếp tục hướng phía trước nhưng không có mấy bước liền phát hiện quỷ đả tường rõ ràng phía trước còn có đường nhưng hắn quả thực là đi không qua nói cách khác không có đối thủ thạch hạo thở dài cái đã xong lúc đánh tới người vàng trước đó hắn phi thường thoải mái trực tiếp đem toàn bộ tiềm lực của hắn kích phát ra loại cảm giác buông ra hết thảy chỉ cầu chiến đấu kia thật sự là thoải mái nhưng bây giờ ai vô địch quá tịch mịch thạch hạo tại đó cảm khái nói nhưng lại không biết đây là có kéo cừu hận đến cỡ nào. Phải biết, thế gian lại có mấy người có thể dảo bước tiến lên trăm giai. Đây là phù hợp với truyền nhân tiên vương, chủng loại hoang dại mà nói, từ cổ tới nay đến đều không có mấy cái đạt tới qua. Mà có thể xông lên trăm giai, vậy còn có tầm thường sao? Không có, một cái đều không có, đều là thiên tài trong thiên tài. Đã như vậy, tại trong cấp độ này, ai còn có thể vượt cấp chiến đấu? Trên lý luận mà nói, chỉ có tu đến 110 giai, mới có thể có tư cách giết tới nơi này đơn thương độc mã mà nói, tại chỗ rừng đá nơi đó liền muốn ngã xuống. Thế nhưng là, thạch hảo quá biến thái, tại đằng sau trăm giai còn có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa biên độ vượt qua còn không phải là lớn bình thường, để hắn tại thời điểm vừa mới đạp vào trăm giai liền vô địch ở nơi này. Cái này phi thường trang bức, nhưng cũng là thực lực mà thạch hảo thể hiện. Có thể nói như vậy, dù không có tiểu tinh vũ gia trì, chiến lực của thạch hạo liền có thể so sánh với bất kỳ một thiên tài nào của tiên giới hơn nữa thêm tiểu tinh vũ mà nói, vậy hắn tuyệt đối quét ngang cùng dai vô địch. Tô mạn mạn nói thực lực của hắn tại tiên giới có thể xếp tại top 100 cùng dai, đó là chuyện quá lâu quá lâu lúc trước, đi ra con đường của mình, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này cũng không còn ai đi ra con đường thiên địa của bản thân, cường đại của Thạch Hạo đã vượt ra khỏi đạo lý. Nếu không thể tiến lên, vậy liền trở về đi, Thạch Hạo đi trở về, tại thời điểm đi vào rừng đá, hắn nhìn thấy có một nhóm người đang đâm đầu đi tới. Đám hộ vương đội tòng an dân, còn có phong thái lẫm cùng đám người trước đó ở ngoài cung điện. Nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ cuối cùng là đã bình định người gỗ, có thể đi tới. A, à, tại sao không có địch nhân nhảy ra? Sau khi đi vào rừng đá, tất cả mọi người có chút mộng. Trong bọn họ, thế nhưng là không thiếu truyền nhân Ngọc Tiên, mà lúc trước có thật nhiều Ngọc Tiên đều là từng tiến vào di tích cổ Song Lâm, tự nhiên biết nơi này là có tình huống như thế nào. Với siêu cấp đỉnh cao nhất mà nói, chỉ cần liên thủ chống nổi một cửa ải người gỗ này là không khó chỗ khó chỉ ở rừng đá nơi này từ xưa đến nay nghe nói chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể xông qua nơi đây bởi vì cái này cần chiến lược trăm giai bậc chín người chín cũng chỉ có thể dừng bước ở đây nhưng chỉ cần giết đủ nhiều người gỗ người đá cũng có thể tích lũy nhận biết tương ứng từ đó tại trên cơ sở vốn có làm ra đột phá nhưng là vì cái gì không có người đá xuất hiện cái này cùng các trưởng bối nói đến không giống a bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người đá ở nơi này đã bị thạch hảo xử lý toàn bộ chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể nào lại xuất hiện bọn người tòng an dân thì là biết nhất định là thạch hảo đơn thương độc mã đem địch nhân nơi này đều xử lý vương chính là vương mạnh đến mức giận sôi a à. không có địch nhân rồi làm sao bây giờ đám người lại đi về trước ngân hồ kim sơn ngọc khanh toàn bộ đi một lượt đều là không có gặp được bất kỳ kẻ địch nào để bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ chỉ có thể lợi dụng nhận biết hiện có để tiến hành tìm hiểu. Bọn họ dám hướng Thạch Hạo chất vấn sao? Nói giỡn, đây chính là truyền nhân Tiên Vương, mặc dù Thạch Hạo cũng không có tự báo thân phận, hoặc là thừa nhận qua, nhưng vậy còn có nghi vấn sao? Đám người trở về, đều là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội, xem có thể tiến thêm một bước hay không. Nơi này căn bản là bậc 99, muốn tại trên cơ sở này tiến thêm một bước, độ khó cao đến như lên trời. Dù rừng đá không có bị Thạch Hạo bình định, bọn họ cũng chưa chắc có thể thu hoạch được đầy đủ nhận biết đặc thù, huống chi quá nhiều người tới muộn, liên kích giết số lượng người gỗ cũng không nhiều. Cho nên, những người này muốn đột phá trăm giai, tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là, bọn tòng an dân lại khác biệt. Thứ nhất, bọn họ tiến đến sớm, hơn nữa, Thạch Hảo đã sớm liền rời đi, lưu lại đủ nhiều người gỗ cho bọn họ đánh giết. Thứ hai, bọn họ đồng tu tam thập lục thiên cương quyết, chỉ cần tu luyện cùng một chỗ, sở ngộ là cùng hưởng. Cho nên, 23 người đem nhận biết đặc thù của chính mình điệp ra lên, lại có kinh khủng bực nào. 7 ngày sau đó, ong ong ong, trên thân đám người tổng an dân đều là phóng xuất ra khí thức cường đại, xuất hiện thuế biến về chất. Trăm giai, trăm giai, trăm giai, toàn bộ đột phá trăm giai, chính là như thế, hoặc là không đột phá, hoặc là toàn bộ đều đột phá, không có loại khả năng thứ ba. Những người khác lại không biết, từng cái đều là bị hù dọa. Thiên tài trăm giai này chỉ có thế lực tiên vương mới có thể bồi dưỡng được đến nhưng coi là như vậy mấy trăm năm cũng nhiều lắm là ra một cái a à. hiện tại thế nào thiên tài như vậy quả thực tựa như là sủi cảo vào nồi xuất hiện một nồi cái này có thể không hù chết người sao mấu chốt là thiên tài như vậy thế mà còn toàn bộ chung với thạch hạo t vậy ra hỏa này lại khủng bố đến mức nào trong rừng đá này không có người đá nhảy ra có phải cũng có quan hệ cùng thạch hạo thậm chí toàn bộ đã bị hắn tiêu diệt hay không tình huống của ngân hồ kim sơn ngọc khanh bọn họ cũng không biết bởi vì cho dù là Ngọc Tiên, lúc trước cũng không có tư cách giết tới nơi này. Rất nhanh, bọn người Tòng An dân đều là hoàn thành đột phá, đều là đứng lên, cung kính đứng sau lưng Thạch Hạo. Cho dù bọn họ đột phá trăm giai, tâm tính cũng không có chút biến hóa nào. Tại trước mặt vương, bọn họ chính là sâu kiến, hèn mọn không gì sánh được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Các ngươi đều là thiên trăm giai A, dù là đi thế lực tiên vương cũng sẽ có được trọng dụng, đại lực phun trồng A. Thế nhưng là, bọn họ lại như cố cất cung tất kính đối với Thạch Hạo, để bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đây thật là truyền nhân tiên vương sao, không phải là truyền nhân tiên tôn đi. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu, trước đó đem Ngọc Khanh giết mấy lần, hắn cũng tích lũy rất nhiều nhận biết đặc thù, cần tiêu hóa một chút. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là 10 ngày đi qua. Đột nhiên, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di, liền phát hiện mình đã rời đi di tích cổ song lâm, xuất hiện ở cánh rừng gần chỗ tiến vào di tích cổ. Không chỉ là bọn hắn, phàm là người tiến vào di tích cổ, đều bị đưa đi ra trong cùng một thời gian. Nơi này chính là một vực hội tụ trúc thiên thê, dù bởi vì thời gian tới quan hệ, không có khả năng đuổi tới toàn bộ, nhưng một phần ba, thậm chí một nửa người thì nhất định là có. Cho nên, nơi này lập tức kín người hết chỗ, thu hoạch như thế nào, có đột phá hay không, trưởng bối các nhà đều là hỏi, đây là vấn đề mà bọn họ cực kỳ quan tâm có ít người thu được đột phá, nhưng từ bậc 98 đi đến bậc 99, hay là từ bậc 99 đi đến trăm giai, vậy chỉ có một đoàn người thạch hạo, những người khác mà nói, bởi vì đánh chết quá ít người gỗ, mà cửa người đá thì càng là không có trải qua, tự nhiên không cách nào bước ra một bước gian nan như thế. Bọn họ nói ra tình hình thực tế, lập tức, ánh mắt của từng người từng người tiên nhân rơi vào trên thân một nhóm thạch hạo.